kế quỷ cốt tử phần cuối tự do và kiềm chế phi kiềm chi thuật. một Phi là tự do, kiềm là kiềm chế, khống chế. Nghĩa chung là tự do và kiềm chế, khống chế. Đối phương có cảm giác tự do nhưng thực sự bị kiềm chế. Mục đích của sách phi kiềm là trói buộc chi phối đối phương. Nói về hình tượng như dùng lưỡi câu để kiềm chế con cá. 2 muốn thực hiện kế sách phi kiềm phải lập thế và tạo thế, còn gọi là độ quyền, lượng năng đo lường quyền lực và lượng năng lực của mình cũng như của đối phương, từ đó mới định kế an nguy. Muốn lập thế để chi phối trói buộc một quốc gia phải quan sát thiên thời thịnh hay suy, đất đai rộng hay hẹp, địa hình sông núi hiểm trở hay thuận lợi. Tài sản của dân chúng giàu hay nghèo, nhiều hay ít, mối quan hệ của nước đó với các chư hầu lưng bang, nước nào thân, nước nào không thân, nước nào xa, nước nào gần. Muốn chi phối trói buộc một người thì phải quan sát tài năng sức vóc, khí thế, ai là thù ai là bạn của người đó. Đối với người này cần dung nạp hay không dung nạp, cần thổ lộ hay giấu giếm ý định tình cảm của mình. 3. Muốn trói buộc kiềm chế một cá nhân, một nhóm, một nước, trước hết quan sát đông tây, ngó nam ngó bắc, nhìn ngang nhìn dọc, trông ngược trông xuôi. Sau đó tìm cách trói buộc và chi phối. 4. Sách này được vận dụng vào trong việc chiêu nạp, thử thách phân loại và trọng dụng nhân tài trong thiên hạ. Theo người xưa, có 6 cách thử thách nhân tài là nhân, nghĩa, trung, tính, dũng, trí. Tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có khi giàu có họ vẫn tuân thủ lễ giáo luật pháp là người nhân ban cho họ địa vị có địa vị mà không kiêu ngạo vinh vang là người có nghĩa giao cho họ nhiệm vụ trọng đại khi thực hiện kiên quyết hoàn thành không thay đổi ý chí là người trung giao cho họ xử lý vấn đề khi xử lý không dối trên lùi dưới là người tính Giao cho họ việc nguy hiểm nhưng họ vẫn không tỏ ra e ngại, sợ sệt là người dũng. Giao cho họ xử lý những việc có sự chuyển biến bất ngờ, nếu họ ứng phó một cách bình tĩnh, đó là người trí. Kế thứ nhất, kín kẻ chu đáo suýt nhi bất thất suýt nhi bất thất là chu đoá, kín kẻ, không có kẻ hở khi thực hiện một chuỗi mưu kế liên tiếp vào nhau. Muốn thực hiện kế này phải đo lường trí tuệ tài năng, tài lực, khí thế của đối phương làm then chốt từ đó tìm cách kiềm chế đối phương. A, à, chưa có mới đã nới cũ. Vua Tần muốn chia rẽ Tề, Sở bèn triệu Trương Nghi hỏi kế, nghi tâu rằng, tôi xin đem ba tất lưỡi đi sang Sở, thừa cơ tiếng lời, khiến cho vua Sở phải tuyệt Tề mà thân với Tần. Vua Tần liền cho nghi đi. Nghi biết vua sở có một người bầy tôi yêu là ngân thượng, hầu luôn bên mình, nói gì vua sở cũng nghe, bèn đem nhiều vàng bạc kết giao với thượng rồi mới vào yết ký hoài vương. Hoài vương vốn trọng tiếng trương nghi, thân ra đón vào, mời ngồi mà hỏi rằng, tiên sinh hạ cố đến nước tôi chẳng hay có gì dạy bảo. Nghi nói, tôi lại đây, chỉ muốn nói giao tình hai nước tần, sở mà thôi. Hoài vương nói, quả nhân nào phải không muốn kết giao với tần chỉ vì tần cứ lớn đánh mãi không thôi nên không dám cầu thân vậy trường nghi nói trong thiên hạ ngày nay tuy có bảy nước nhưng gọi là nước lớn chỉ có sở tề và tần thôi tần đồng hợp với tề thì tề mạnh nam hợp với sở mà không phải ở tề ấy là cớ làm sao chỉ vì tề là nước hôn quân mà lại phụ tần quá lắm vua tần muốn thờ đại vương mà chính nghi này cũng muốn làm kẻ tôi đòi hèn hạ của đại vương, thế mà đại vương lại giao hiếu với tề, thật là trái ý muốn chú công tôi. Nếu đại vương có thể đóng cửa quan mà tuyệt giao với tề, thì chú công tôi đem 600 dặm đất thương ô mà thương quân đã lấy của sở trước kia, trả lại cho sở, đem con gái làm tỳ thiếp để hầu hạ đại vương, tần, sở đời đời làm thông gia, để cùng chống chọi với chư hầu, có mấy lời xin đại vương thu nạp cho. Hoài vương vui mừng lắm, nói rằng, nếu từng chịu đem đất cũ mà trả cho sở, thì quả nhân tiếc gì tề. Quần thần đều cho là nước sở sẽ lấy lại được đất cũ đồng thanh chúc mừng, chỉ có một người đứng ra tâu rằng, không nên, không nên, cứ như ý tôi việc ấy đáng buồn chứ không đáng vui. Quả nhân không phí một mũi tên chỉ ngồi yên mà được 600 giảm đất, làm sao nhà ngươi lại bảo là đáng buồn. Trần Chẩn nói, Đại vương cho là có thể tin được trương nghi chăng? Hoài vương cười nói, Sao lại không tin? Chẩn nói, Tần phải trọng sở là vì có tề, nay nếu tuyệt giao với tề, thì sợ chỉ còn đứng một mình. Tần còn trọng gì cái nước đứng một mình ấy mà các sáu trăm đất đem cho nữa đó là quỷ kế của Trương Nghi. Đại vương tuyệt giao với tề rồi Trương Nghi sẽ phụ đại vương mà không cho đất. Bấy giờ tề lại oán đại vương mà quay theo tầng Tề, tầng hợp lại đánh sở, thì sở tất mất, vì thế nên tôi nói là đáng buồn. Chi bằng đại vương trước hãy sai sứ sang từng nhận lấy đất, được đất rồi bấy giờ sẽ tuyệt giao với tề cũng chưa muộn. Khuất Bình cũng nói rằng, Trần Chẩn nói phải đạo đấy, Trương Nghi là một đứa tiểu nhân pi gan phúc, quyết không nên tin. Ngận thượng nói, không tuyệt giao với tề đi thì khi nào tần lại chịu trả đất lại cho ta. Hoài vương lắc đầu mà nói, chắc không khi nào Trương Nghi lại phụ quả nhân, trần tử đừng mở mồm nói nữa, chờ xem quả nhân nhận đất. Bèn giao tướng ấn cho Trương Nghi, ban cho trăm giật hoàng kim, mười con ngựa tốt, hạ lệnh cho tướng giữ bác quan không được thông với tề, một mặt sai hầu sủ theo Trương Nghi vào tầng nhận đất. Trương Nghi dọc đường cùng hầu sủ uống rượu nói chuyện, vui như anh em. Khi gần đến Hàm Dương, Trương Nghi giả làm say rượu, lỡ chân ngã xuống dưới xe, tả hữu vội đỡ dậy. Nghi nói, ta bị thương ống chân, phải kịp chữa ngay. Rồi sang cái xe khác đi vào thành trước tàu với vua Tần, lưu hầu sử ở quán dịch, còn nghi thì đóng cửa dưỡng bệnh không vào triều. Hầu sử xin vào ý kiến vua Tần không được, cứ như thế đến ba tháng, sử bèn dân thư lên vua Tần, thuật lời trương nghi hứa cho đất. Vua Tần viết thư đáp rằng nếu nghi đã có ước, thì vua Tần tất phải làm theo như lời. Nhưng nghe Noio và Tề vẫn chưa tuyệt giao với nhau mà Tần sợ bị sở lừa, tất phải đợi trương nghi hỏi rõ đầu đuôi mới có thể tin được hầu sổ đi lại mãi nhà trương nghi mà nghi vẫn không ra mặt bèn sai người đem lời của vua tần về báo vua sở vua sở nói tần còn bảo sở chưa tuyệt hẳn với tề ư bèn sai dũng sĩ tống di mượn đường nước tống lại mượn binh phù của tống thẳng đến bờ cõi nước tề mắng nhiếc mừng vương cả giận bèn sai sứ sang tần xin cùng tần hợp binh đánh sở. Trương Nghi nghe sứ tề đến, cho là kế đã thành, bèn nói là đã khỏi bệnh vào triều, gặp hầu sụ ở cửa triều, cố ý lấy làm lạ hỏi. Tướng quân sao chưa nhận được đất mà lẫn quẩn ở đây? Sụ nói, vua tần chỉ đợi tướng quốc khỏi bệnh mới quyết định, nay may tướng quốc đã khỏi, xin vào nói với đại vương, sớm định địa giới, cho tôi được về phúc mệnh chúa công tôi. Trương Nghi nói, việc ấy cần gì phải nói với vua Tần. Nghi này đã nói là có sáu giảm đất là đất ăn lộc riêng của Nghi này, xin tình nguyện đem dân vua sở đó thôi. Sửu nói, tôi vẫn mệnh chúa công tôi, nói là sáu trăm giảm đất thương ô kia, chứ chưa nghe nói đến sáu giảm đất ấy. Nghi nói, có lẽ vua sở nghe lầm chăng đất của Tần là nhờ có trăm trận đánh mới được. Một thước một tấc chưa dễ đã đem cho người, phương chi những sáu trăm dặn. Sủ lập tức về báo vua sở, vua sở cá giận nói rằng Trường nghi quả là đứa tiểu nhân phản phúc, ta bắt được, tất phải giết chết, ăn thịt nó mới hả lòng. Bèn truyền chỉ đem quân đánh Tần, khách khanh là trần chẩn nói Ngày nay tôi có thể mở mồm mà nói được không? hoài vương nói quả nhân không nghe lời nói của tiên sinh nên bị tên giáo giặc đánh lừa vậy ngày nay tiên sinh còn có diệu kế gì trần chẩn nói nay đại vương đã không được nước tề giúp sức nữa mà lại đánh tần thì e không lợi chi bằng cắt hai thành để đút cho tần hợp binh đánh tề thì dù có mất đất với tần còn có thể lấy đất ở tề được hoài vương nói lừa dối sở là tần chứ tề có tội gì. Nếu ta hợp quân với tần mà đánh tề, thì người sẽ cười ta. Rồi lập tức cử khuất cái làm đại tướng, bàn hầu sửu làm phó, đem 10 vạn quân đi đánh tần. Vua tần sai ngụy chương làm tướng, ca mậu làm phó, đem 10 vạn quân chống đánh, lại sai người sang tề trưng binh, tướng tề là khuôn chương cũng đem quân trợ chiến. Khuất cái dẫu khỏe, nhưng không địch lại được quân hai nước, đánh luôn mấy trận đều thua. Quân tần, rề đuổi theo đến Đan Dương, khuất cái học toàn quân lại đánh, bị cam mậu chém chết, quân lính bị giết hơn 8 vạn người, bỏ danh tướng như bàn hầu sổ chết trận hơn 70 người, 600 dặm đất Hán Trung đều mất. Nghe tin ấy, cả nước sở đều chấn động. Hàng, ngụy nghèo thua, cũng mưu đánh sở, vua sở cả sợ, bèn sai khuất bình sang tề tạ tội sai trần chẩn sang từng dân hai thành để cầu hòa ngụy chương sai người về thỉnh mệnh vua tần vua tần nói quả nhân muốn được đất kiềm trung vậy xin đem đất thương ô để đổi nếu sở bằng lòng thì có thể bãi binh được ngụy chương đem lời vua tần nói cho vua sở biết vua sở nói quả nhân không muốn được đất chỉ muốn được trương nghi để ăn thịt mới hả lòng nếu thượng quốc đem trương nghi giao cho sở thì quả nhân tình nguyện dân đất kiềm trung để tạ ơn b nước mắt trịnh tụ các cận thần vốn ghen ghét trương nghi đều nói đem một người mà đổi được vài trăm giảm đất còn gì lợi bằng vua tần nói trương nghi là người bề tôi chân tay của ta ta thà chẳng được đất chứ không chịu bỏ trương nghi nghi tự xin vua tần cho mình đi vua tần nói vua sở đang căm giận đợi tiên sinh đến nếu tiên sinh sang đó tất bị giết quả nhưng không nợ để tiên sinh đi nghi nói giết một tôi mà tần được cả đất kiềm trung thì tôi đi chết cũng vẻ vang rồi mà chứ các tôi đã chết đâu vua tần nói tiên sinh có kế gì thoát nói cho trẫm nghe nào nghi nói vua sở có một vị phu nhân vừa đẹp vừa khôn ngoan được vua yêu quý nói gì cũng nghe theo vua sở lại có một bề tôi được sùng ái tên là ngận thượng biết chiều trịnh tụ trong ngoài thông đông với nhau hạ thần quen thân với ngận thượng chắc hắn có thể che chở cho không đến nỗi chết đại vương chỉ hạ lệnh cho ngụy chương đóng quân ở hán trung làm thế tiến thủ vua sở tất không dám giết hại thần vua tần cho nghi đi nghi đến nước sở hoài vương sai bắt giam rồi sau sẽ giết trương nghi ngầm sai người đem lễ đến lót với ngận thượng ngận thượng nói với trịnh tụ rằng hỏng rồi phu nhân không còn một mình giữ được tình yêu của đại vương nữa rồi làm thế nào bây giờ trịnh tụ hỏi cớ gì ngận thượng nói từng không biết vua sở cam thu trương nghi cho nên sai xứ sang sở nay nghe vua sở muốn giết nghi từng sẽ trả đất và gả con gái cho vua sở dùng gái đẹp hát hay làm kẻ theo hầu để chuộc tội cho trương nghi còn gái tần đến thì vua sở tất yêu quý phu nhân dẫu chuyên giữ lòng yêu còn được chăng trịnh tụ cả sợ hỏi rằng nhà người có kế gì có thể ngăn việc ấy ngận thượng nói phu nhân cứ làm như không biết chuyện ấy đem các điều lời hại nói với đại vương tha cho trương nghi về tần trịnh tụ theo lời Nửa đêm khóc lóc với vua sở và nói rằng, đại vương muốn đem đất đổi lấy Trương Nghi. Đất chưa cắt mà Nghi đã đến đó là Tần có lễ với đại vương. Quân Tần chỉ đánh có một trận mà lấy được cả đất Hán Trung có cái thế nuốt nước Sở. Nếu giết Trương Nghi để chọc tức Tần tất Tần sẽ đem quân đánh Sở vợ chồng ta sẽ không còn ở với nhau được nữa. Thiếp nghĩ vậy nên lòng đau như cắt đã không ăn uống gì mấy ngày liền vả lại làm bề tôi phải vì chủ mình trương nghi là kẻ trí sĩ trong thiên hạ làm tướng nước tần đã lâu thì phải mưu ích lợi cho tần đó là lẽ tất nhiêu không có gì lạ nếu đại vương hậu đãi trương nghi nghi cũng sẽ thờ sở như thờ tần vậy hoài vương nói phu nhân chớ lo việc đó để quả nhân định liệu ngận thượng lại nhân dịp nói rằng Giết một trường nghi không có hại cho tần mà lại mất vài trăm giảm đất kiềm trung, chi bằng tha cho trương nghi để làm chỗ hòa hảo với tần sau này. Ý hoài vương cũng tiếc đất không muốn đem cho tần bèn tha trương nghi và đãi đằng rất hậu. Trương Nghi đem cái lợi theo Tần nói với Hoài Vương. Hoài Vương bèn sai Trương Nghi về Tần để nối tình giao hảo giữa hai nước. Làm bàn, một trương nghi nhờ đút lót thân quen và nắm vững ngận thượng ngận thượng lại biết chiều chuộng trịnh tụ mà trịnh tụ là người sùng ái của hoài vương ngận thượng và trịnh tụ trong ngoài thông đồng nên đã chi phối trói buộc khống chế được hoài vương theo sự giật dây của trương nghi hoài vương như con rối dưới sự điều khiển của trương nghi dẫn đến chỗ vừa mất nước liên minh là tề lại bại trận mất đất muốn ăn thịt Trương Nghi cho hả giận nhưng con mồi Trương Nghi cũng vụt mất. Hai, Mưu kế của Trương Nghi trong ngoài, trước sau, ngược xuôi, tiến thoái, từ việc lớn đến việc nhỏ sắp đặt lớp lan kín kẻ và chu đáo làm cho đối phương không lường được, vì thế đi vào chỗ chết nhưng vẫn tìm ra được đường sống. Kế thứ hai, biến không thành có vô trung sinh hữu. Vô trung sinh hữu là biến không thành có mặt nước không có gió nhưng vẫn gợn sóng nổi sóng khéo bịa đặt dựng chuyện ngụy tạo mê hoặc đối phương tin là thật nguyên lý của kế này là dựa vào sự biến hóa của sự vật từ âm sang dương âm cực thì dương sinh là giai đoạn chuyển tiếp từ giả sang thật muốn thực hiện kế vô trung sinh hữu thì gợi ý đối phương nói lên ý hướng hy vọng ham muốn của mình sau đó tìm cách kiềm chế khống chế đối phương a à, trương nghi trổ tài làm tiền trương nghi tới nước sở phải chịu nghèo khổ kẻ tả hữu giận đòi về trương nghi bảo họ anh em thấy áo mão rách cả mà đòi về chứ gì hãy đợi đó vì anh em tôi vào ý kiến vua sở hoài vương đã lúc đó bà nam hậu hoàng hậu và nàng trình tụ ái phi đều được vua sùng ái Trường Nghi vào ý kiến vua sở, vua sở không vui. Trường Nghi nói, Đại vương không dùng tôi, tôi lên phương bắt ý kiến vua tấn. Vua sở đáp, được, đại vương có cần món gì ở tấn không? Hoàng Kim, Châu Ngọc, Sừng Tê, Ngà Voi đều sản xuất ở sở, quả nhân không cần món gì ở tấn cả. Thì ra đại vương không hiếu sắc nhỉ. Sao vậy, Trương Nghi đáp. Bọn con gái nước trịnh, nước chu, thòa phấn tô mày rồi đứng bên đường, ai không biết mà thấy họ thì tưởng là tiên nữ. Vua sở nói, sở là nước hẻo lánh, thô lậu, chưa từng trông thấy con gái trung nguyên dẹp tới vậy, sao chỉ có quả nhân là không hiếu sắc. Nói rồi tặng trương nghi châu Ngọc. Bà Nam Hậu và Trịnh Tụ nghe tin đó, đâm hoảng, Nam hậu sai người nói với Trương Nghi. Thiếp nghe nói tướng quân qua tấn. Vừa may có được ngàn cân vàng đây. Xin tặng bọ tả hữu của tướng quân để họ chi tiêu vào việc mua cỏ, lúa cho ngựa. Trịnh tụ cũng tặng 500 cân vàng. Trương Nghi vào từ biệt vua sở. quan sang cách trở, giao thông bất tiện, không biết bao giờ mới được tái ngộ. Xin đại vương cho tôi một chén rượu vua nói được rồi bày rượu đãi trương nghi trương nghi lại xin được gặp mặt trịnh tụ vừa thấy trịnh tụ trương nghi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi vua sở cho rằng vì chưa gặp mặt trịnh tụ nên nói gái nước tấn đẹp nay gặp được rồi quả là trịnh tụ đẹp nhất trần đời không gái nước nào sánh kịp vua sở rất hài lòng lạm bàn một trương nghi dựa vào tâm lý háo sắc ưa nịnh bợ của sở hoài vương và tâm lý ghen tuông của trịnh tụ để bị chuyện bày kế, làm cho hoài vương và trịnh tụ tưởng thật. 2. Trương Nghi xoay tiền cả hai bên vua sở và trịnh tụ thật khéo. Bẩn cợt sở hoài vương nhưng vua sở không giận. Vì ai cũng muốn được người khen, người yêu của mình đẹp nhất thế gian. Xoay tiền trịnh tụ nhưng trịnh tụ chấp nhận vì mình muốn được khen và được sùng ái. 3 xét về phương diện nào đó trương nghi không phải là kẻ tốt lành đói ăn vụn túng làm liều nhưng làm liều và lừa gạt như trương nghi cũng rất độc đáo b thầy phù thủy giúp thầy lan đời thanh có thầy lan tên là diệp thiên sĩ tay nghề khá giỏi đạo đức không đến nỗi nào nhưng con bên vắng tanh trông thật thảm hại trong tình cảnh khốn khó diệp thiên sĩ nảy ra một kế đến cầu cứu trương thiên sư vốn làm nghề phù thủy có tiếng tăm, không biết hai người trao đổi những gì. Một hôm trên phố đông người ta thấy trương thiên sư bước xuống kiệu cung kính vái chào diệp thiên sĩ. Mọi người rất ngạc nhiên hỏi trương thiên sư. trương trả lời đó là vị thầy thuốc tài giỏi của trời sai xuống cho nên ta phải xuống kiệu cung kính vái chào. từ đó một đồn mười Mười đồng trăm, con bệnh khắp nơi nường nượp tìm đến thầy lang Diệp Thiên Sĩ để chữa bệnh. Lạm bàn, Diệp Thiên Sĩ dựa vào tiếng tâm của Trương Thiên Sư để kiếm sống. Trương Thiên Sư muốn cho Diệp Thiên Sĩ nổi tiếng bằng mẹo nhỏ biến không thành có. Người này dựng chuyện, ngụy tạo tân bốc người kia để đánh vào tâm lý dễ tin của người đời. Trong đời sống hoặc trên thương trường chuyện này không phải là hiếm. C quan công ăn nhầm mông ngựa ăn mông ngựa ám chỉ người thích nịnh bợ dân gian lưu truyền câu chuyện hài hước thú vị một hôm trời đang hội họp quan công uy nghi đứng canh cửa đột nhiên có một anh chàng xin vào chốn thiên đình quan công hỏi người ấy làm nghề gì và lên thiên đình để làm gì người ấy trả lời chuyên bán mông ngựa và lên thiên đình để gà bán cho các thiên binh thiên tướng 5 năm. Quan công giận dữ cho rằng thiên đình không ai cần thứ đó. Ông dọa dẫm nếu không nhanh chóng cút xéo thì sẽ cho một nhát thanh long đao. Anh chàng bán mông ngựa nhỏ nhẹ. Ngài là bậc thánh nhân, tất nhiên không thích món mông ngựa nhưng chắc rằng sẽ có thiên binh thiên tướng thích. Ngài là người có lòng độ lượng, thương người. Tào Tháo là kẻ thù mà ngài còn tha chết ở hoa dung lộ, huống gì tôi chỉ là con sâu cái kiến, sau này không mở lòng cho tôi vào trong đó một phen? Hoàng công thấy thế mũi lòng bèn cho người bán môn ngựa vào cửa. Một lát, người ấy trở ra. Hoàng công hỏi, Người có gạ bán được cho ai không? Người kia đáp, Trên cõi đời này tôi chỉ gại được một người. Hoàng công tò mò hỏi, Ai vậy? Người kia nhỏ nhẹ đáp, Thưa, người đó chính là ngài. Lúc đế quan công hiểu ra nhưng không làm gì được anh chàng bán mông ngựa, lạm bàn, rõ ràng nghề nịnh bợ, khéo bị chuyện có thể lừa được cả bực thánh và lọt qua cả cửa thiên đình. Kẻ khéo nịnh bợ có thể luồn lách qua nhiều cửa, thậm chí luồn thật sâu và leo lên cao. Kế thứ ba, nụ cười giấu đau kiếm tiếu lý tàn đau. Tiếu lý tàn đào là trong nụ cười ẩn giấu đau kiếm. Theo cách nói thông thường thì, bên ngoài nói cười nhưng bên trong nham hiểm giết người không giao. Người sử dụng kế này bên ngoài đối xử tốt với đối phương, làm ra vẻ rộng lượng, tha thứ nhưng bên trong âm mưu dùng nhân vật thứ ba hoặc lực lượng thứ ba khống chế, tiêu diệt đối phương. A. chê vua hôi hám Vua sở có vị phu nhân tên Trịnh Tụ, vừa đẹp vừa khôn ngoan được vua yêu quý vua sở lại mới yêu một mỹ nhân khác trịnh tụ bảo mỹ nhân ấy rằng đại vương rất ghét người nào thở hơi vào mình vậy khi hầu vua phải giữ ý bịt mũi lại mỹ nhân ấy làm theo lời trịnh tụ vua sở hỏi trịnh tụ rằng mỹ nhân hễ trông thấy quả nhân là bịt mũi lại là cớ làm sao trịnh tụ nói đó là nó hiềm đại vương thân thể hôi hám cho nên phải bịt mũi để không hít phải Vua sở giận quá sai xẻo mũi mỹ nhân đi từ đó trịnh tụ lại càng được vua sở yêu quý lạm bàn một trịnh tụ che giấu sự ghen tức của mình thật khéo và áp dụng kế tiếu lý tàn đau thật tinh vi mưu kế bản chất là cây dao hai lưỡi nếu được ứng dụng vào việc trừ gian diệt ác thì rất tốt nếu gặp bọn bàn môn tà đạo ứng dụng vào VF dây trả thù cá nhân thì rất nguy hiểm. 2. Kế tiếu lý tàn đao tương tự như kế mượn giao giết người được các nhà chính trị thời xưa áp dụng khá phổ biến, thời chiến quốc, phí vô cực mượn tay năng ngỏa giết khước uyển, thời tam quốc tào tháo mượn tay lưu biểu giết nể hành, lý do nể hành dám cởi trùng chửi tào tháo. Tháo nén giận không giác vì sợ chốc lấy tiếng không chiêu hiền đại sĩ, sợ thiên hạ chê không có lượng dung người. B. Danh sĩ thiên hạ cởi chuông đánh trống. Nể hành đến, lễ xong, Tháo không mời ngồi, hành ngửa mặt lên trời than rằng. Trời rộng thế này, sao không có một người nào? Tháo nói, thủ hạ ta vài mười người đều là anh hùng đời nay, sao bảo là không có người? Hành nói, xin cho biết. Tháo đáp, tuần út, tuần du, quách gia, trình dục có nhiều mưu trí, dẫu có tiêu hà, trần bình ngày xưa vị tất đã bằng. Trương liêu, hứa chữ, lý điển, nhạc tiếng sức khỏe không ai địch nổi, dù sầm bành, mã vũ ngày xưa chưa thấm vào đâu. Lã kiền, mãn sủng làm tùng sự, vu cấm, từ hoảng làm tiên phong, Hạ Hầu Đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Tào Hồng là phúc tướng trên đời. Sao dám bảo là không có người? Hành cười đáp. Ông lầm rồi. Những nhân vật ấy tôi biết cả. Tuần Úc nên sai đi viếng tang thăm bệnh. Tuần Du nên sai đi giữ mã coi mồ. Trình Dục nên cho đứng gác cửa ngõ. Quách gia nên để bình phú ngâm thơ. Trương Liêu cho đi đánh trống khu chiên. Hứa chữ cho đi chăn trâu dắt ngựa nhát tiếng cho đi nhận thư đọc chiếu. Lã kiền nên để mài dao đúc gươm, mãn sủng nên để uống rượu ăn giấm. Vu cấm thì được việc khiên ván đắp tường, từ hoảng thì giỏi về mổ lợn giết chó. Hạ hầu đôn thì gọi là tướng quân có đủ chân đủ tay, tào hồng thì gọi là thái thú vòi tiền, còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Tháo giận hỏi, mày có tay gì? Hành đáp, thiên văn, địa lý thứ gì không biết, tam giáo, cửu lưu không thứ gì không hiểu. Trên có thể giúp nhà vua làm được bậc nhiêu thuấn, dưới có thể sánh đạo đức với bậc khổng nhang. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Bấy giờ Trương Liêu đứng bên cạnh, tuốt gươm toàn chém nể hành, Tào Tháo nói. Ta đang thiếu một cổ lại, người đánh trống, nay mai trong triều có việc yến hạ nên sai hành xung vào chức ấy. Hôm sau, Thảo mở yến tiệc trên sảnh đường thét các tân khách. Hành mặc áo cũ đi vào đánh ba hồi trống, theo khúc ngư dường khúc nhạc bi thương, bi đát, âm điệu tiêu tao lắm, trầm bổng nhịp nhàng như tiếng thạch. Những người ăn cảm thương chảy nước mắt. Tả hữu quát rằng, sao không thay áo? Hành cởi chuột quần áo, khỏa thân đứng dậy, khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi, tháo mắng. Trên chỗ miếu đường sao được vô lễ, hành nói, dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình hài của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đây. Tháo hỏi, mày thanh bát thì ai dơ ai đục? Hành đáp, mày không biết người hiền, người ngu là mắc đục, không học thi thư, là mồm đục, không nghe lời trùng là tai đục không hiểu chuyện xưa nay là thân đục không dùng cách chư hầu là bụng đục thường muốn cướp ngôi là ruột đục tao là danh sĩ thiên hạ mày dùng làm cổ lại khác gì dương hóa khinh đức khổng tử tàn thương chê thầy mạnh tử mày muốn dựng nghiệp vương bá mà khinh người thế à bấy giờ khổng dung cũng ngồi ở đó sợ tháo giết nể hành khoan thai tiến lên nói nay cho người sang kinh châu nếu dụ được lưu biểu quy hàng ta sẽ dùng ngươi vào chức công khanh nể hành đến kinh châu vào ý kiến lưu biểu miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng biểu không bằng lòng sai đến giang hạ gặp hoàng tổ có người hỏi biểu rằng nể hành dám xuất đùa cợt chúa công sao chúa công không giết đi biểu nói nể hành nhiều lần làm nhục tào tháo Tháo không giết sợ mất lòng thiên hạ cho nên mới sai hắn đến đây có ý mượn tay ta giết hắn để cho ta mang tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai hành đến gặp hoàng tổ, cho Tháo biết ta chẳng dạy gì đâu. Hoàng tổ và nể hành cùng uống rượu, hai người đều say. Tổ hỏi hành. Người ở hứa đồ có biết ai là người khá? Hành đáp. Có bé nhớn là khổng văn cử, thằng bé con là dương đức tổ. Ngoài hai đứa ấy không còn đứa nào nữa. Tổ hỏi, như ta đây thì thế nào? Hành đáp, người như tượng thần trong miếu tuy được người ta cúng tế nhưng chẳng thiên liên gì. Tổ giận nói, mày bảo tao là tượng gỗ à? Rồi sai đem chém nể hành. Khi nể hành chết, lưu biểu thương hại sai mai táng trên bãi anh võ. Lời bàn của Tào Tháo và người đời sau. Tào Tháo nghe tin cười nói, gươm lưỡi kẻ hủ nho, mình lại giết mình. Người đời sâu chê hoàng tổ bụng dại hẹp hòi và ngậm ngùi. Đến nay qua viếng châu Anh võ, chỉ thấy vô tình nước chảy xuôi. 47 quỷ kế gồm có một Trong nhu có cương, trong cương có nhu. 2. Tuyệt đối bí mật. 3. Co để duỗi 4 trước đánh sau bắt. 5. Lấy giả làm thật. 6. Ném đá hỏi đường. 7. Lấy tính chế động. 8. Giả nhưng không điên. 9. Người tài của Tấn dùng ở sở. 10. Bí quyết hiến kế. 11. Tùy lòng ham muốn. 12. Làm cho đối phương nghi ngờ nhau. 13. Kẻ hở giữa hư và thật 14. Sắc đẹp phụ nữ nguy hiểm như dao kiếm 15. Biết trước thời thế 16. Kín kẻ, chu đáo 17. Biến không thành có 18. Nụ cười giấu đau kiếm 19. Không tiếng thì thối 20. Một mũi tên trúng năm con 21. Thiên mệnh ràng buộc 22. Mưu kế không thể lưỡng lơ 23. Thẩm định thời cơ, đo lường thế lực 24. Xuất đầu lộ diện 25. Liệu địch như thần 26. Quanh co, khuất lấp 27. Không đánh mà thắng 28. Không cự mà tuyệt 29 thả mồi sâu, câu cá lớn. 30. Kiều mưa gọi gió. 31. Lấy thắng trí. 32. Không ngại nói thẳng. 33. Nói mãi phải tin. 34. Chính không bằng kỳ. 35. Khống chế địch trước. 36. Mức độ thân sơ. 37. Xa ban giao, gần tiếng đánh. 38. Giải mối nghi ngờ 39. Đã quyết thì không nên thay đổi 40. Quyết đoán then chốt 41. Có thưởng có phạt 42. Gương sang thường soi 43. Trời, đất và người 44. Giải cứu hiềm nghi 45. Trước lễ sau binh 46 sự hưng suy qua lễ nhạc. 47. Chết để sau sống. Âm phù kinh. Nhân tử Nguyễn Văn Thọ Bình Chú. Hoàng đế. Tựa. Âm phù kinh là một quyển sách rất nhỏ của đạo lão. Tương truyền là do Hoàng đế 2697-2597 trước Tây Lịch viết. Nhưng có nhiều học giả không công nhận như vậy. Trình Chính Thúc Trình Di, Trình Y Xuyên,

Thiệu Khang Tiết 1011 đến 1077 cho rằng âm phù kinh được viết ra vào đời chính quốc. Đạo Tạng có bộ âm phù kinh tập chú do bảy người chú, Y Doãn, Thái Công, Phạm Lãi, Quỷ Cốc Tử, Chư Cát Lượng, Trương Lương, Lý Thuyên. Trương Quả Lão một vị trong bát tiên đời đường cũng có viết âm phù kinh và có dẫn Y Doãn, Thái Công, Chư Cát Lượng, Lý Thuyên lại có bản do 11 người chú, Thái Công, Phạm Lãi, Quỷ Cốc, Trương Lương, Chư Cát Lượng, Lý Thuần Phong, Lý Thuyên, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Dương Thịnh, Thạch Đại Dương Nhân Sơn, một người rất giỏi về đạo Phật, chú âm phù theo Phật. Lý Gia dù giỏi dịch giảng âm phù theo dịch. Đơn chân nhân, khấu trương, trường quả lão, Lý Thuyên là các đạo gia nên bình âm phù theo lão. Trịnh Tiêu Nghệ Văn cho biết trước sau có 38 bộ âm phù kinh biên soạn thành 51 quyển. Như vậy mỗi người chú âm phù một cách. Binh gia giải theo binh gia, đạo gia giải theo đạo gia, Phật gia giải theo Phật gia. Nhưng âm phù kinh vẫn là âm phù kinh. Xem vô tích hoàng nguyên bính tiên thích, âm phù kinh chân thuyên, tựa tại sao một quyển sách chỉ vẽn vẹn có ba bốn trăm chữ mà được nhiều học giả mê thích như vậy thưa vì nó đưa ra một học thuyết quá hay đó là hãy bắt trước trời mà hành sự thì muôn việc đều hay quan thiên chi đạo chấp thiên chi hành tận hỷ trung hoa đạo giáo đại từ điển viết thánh nhân quan thiên chi đạo chấp thiên chi hành chưởng ốc thiên nhân ám hợp chi cơ xử hành vi hợp hồ thiên đạo Bất vi tự nhiên, tắc trị quốc dưỡng sinh các đắc kỳ nghi. Thánh nhân xem trời, mắt trước trời hành sự, nếu việc trời việc người ăn khớp với nhau, làm gì cũng hợp đạo trời, không làm gì sai trái với tự nhiên thì trị nước hay tu thân đều tốt đẹp. Hoàng đế âm phù kinh TR 332, Trung Hoa đạo giáo đại từ điển, Hồ Hoài Sâm. xưa này chỉ có ăn ở theo đúng cơ trời, thời trời là hay là tốt mà ít ai nhận thấy chúng ta thấy ngày có mặt trời đêm có mặt trăng mà mặt trời thời hằng cửu bất biến mặt trăng thì tròn khuyết biến thiên mặt trời là thái cực mặt trăng là âm dương trăng có tròn có khuyết con người có khi tốt có khi xấu nhưng lúc chung cuộc phải tiến tới viên mãn như trăng ngày rằm như mặt trời chính ngọ chu kỳ mặt trăng gồm đủ 64 quẻ dịch mà chúng ta không thấy. Mỗi chớp mắt, mở mắt của chúng ta, mỗi một ngày một đêm, mỗi một tháng, mỗi một năm cũng gồm đủ 64 quẻ dịch. Như vậy rõ ràng là trời muốn chúng ta sống theo đúng tự nhiên thì mọi sự sẽ chu toàn. Ngày quẻ kiền đã dạy chúng ta phải bắt chước trời mà hành sự. Đại tượng quẻ kiền viết, thiên hành kiện, Quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời cao mạnh mẽ xoay vần, nên người quân tử quyết tâm tự cường. Không hề ngưng nghĩ triển dương. Câu thứ tư của Âm Phù Kinh cũng hết sức hay. Thiên tính nhân giả, nhân tâm cơ giả, lập thiên chi đạo dĩ định nhân giả. Thiên tính là người, nhân tâm là máy, lập ra đạo trời để xác định xem con người tiến bộ đến đâu. Đọc âm phù kinh, tôi mới thấy rõ, con người chính là trời thiên tính nhân giả, còn con người chỉ là cái máy. Lập ra đạo trời, cho thấy đâu là đạo người rốt ráo. Đạo con người thật ra là đạo tự nhiên bất biến. Con người sinh ra không phải là để khổ đau, mà chính là để luôn luôn sung sướng. Con người sinh ra cốt là để nhìn thấy trong mình, ngoài mình, đầu đầu cũng là chân thiện mỹ. Con người hiện chưa được vậy, là vì quá ích kỷ và con u mê dốt nát mà thôi. Gần cuối sách, ôm phù kinh lại dạy bài học thứ ba. Thì cố quân tử tri tự nhiên chi đạo bất khả vi, nhân di chế chi. Cho nên người quân tử không thể đi sai đạo tự nhiên, chỉ có thể nhân đó biến chế mà thôi. Xưa nay, người ta thường chống đối với tự nhiên, thích chinh phục thiên nhiên, go in against nature. Côn Quế Rinh Nature. Nhưng cũng có người cho rằng cần phải tìm hiểu tự nhiên, hiểu tự nhiên là cứu rỗi mình và chủ trương theo thiên nhiên. Cũng có người chủ trương theo tự nhiên là chết, đi ngược tự nhiên mới được trường sinh, thuận tắc tử, nghịch tắc tiên. Biến chế tự nhiên Âu Châu Dịch là Manipulation of Nature. Tôi tuyệt đối chủ trương ta không thể sống được với thiên nhiên được, nhưng phải nương theo thiên nhiên mà sống nếu dạy người đi ngược chiều hướng này là làm hại người mà thôi. Cho nên tôi hoàn toàn chấp nhận lời trên của âm Phu Kinh. Câu thuận vi phàm, nghịch vi tiên trong các sách luyện đơn là cốt dạy con người đi sâu vào phía tâm linh, chứ đừng để tâm thần phát tán ra ngoại cảnh, nhất là khi về già. Nghịch đây không phải là đi ngược thiên nhiên. Chiều đi từ quẻ phục cho tới quẻ kiền thường được gọi là chiều nghịch. Chiều đi từ quẻ cấu cho tới quẻ khôn là chiều thuận. Thuận là thuận của phàm nhân, nghịch là thuận của thánh tiên. Âm phù kinh chủ trương, bắt trước trời mà hành sự, theo đúng cơ trời mà biến hóa, như vậy để cầu trường sinh. Hay làm cho nước giàu dân mạnh, hay làm cho binh cường tướng mạnh để chiến thắng, tất cả đều là một nguyên tắc. quan thiên chi đạo, chấp cơ đạt biến, dĩ cầu trường sinh, phú quốc an dân, Cường binh chiến thắng. Âm phù kinh là thánh nhân thể thiên dụng đạo chi cơ. Âm phù kinh là sách thánh nhân thay trời dạy huyền cơ đạo lý. Thánh nhân dụng tâm hết sức thâm trầm, thấy được thiên tính bản nhiên của mình, rồi theo đúng cơ vi, sống hợp nhất với lẽ tự nhiên. Nhìn vào lòng mình, theo đúng cơ vi trời đất, hiểu thế là hiểu rõ âm phù kinh. Thánh nhân dụng tâm thâm vi, tác năng chiếu kiến tự nhiên chi tính chấp cơ biến thông tác năng khế hợp tự nhiên chi lý chiếu chi dĩ tâm khế chi dĩ cơ như âm phù chi nghĩa tận hỷ thần trời đất với thần trong ta là một nên khi hoạt động thời yên như thần khi tĩnh lặng thì có đủ thần trong mình mình và thái không là một mình với vạn hữu là bạn thể tính của mình và thể tính của trời đất không có gì khác biệt thế gọi là đắc đạo thiên địa chi thần giữ ngô chi thần đồng vu nhất thể cố động giữ thần khế tỉnh giữ thần cụ giữ thái không vi nhân giữ tạo vật giả vi hữu thể tính vô thù thị vị đắc đạo âm phù kinh dạy ta lẽ thiên đạo và nhân tâm ám hợp với nhau và muốn ta sống đúng theo trời thiên đạo nhân tâm ám hợp chi lý dục nhân năng thuận thiên nhi động cộng thêm học thuyết lão là thanh tĩnh tự nhiên, thanh tâm quả dục, và phát thêm dịch truyện là thành thuyết thiên đạo, nhân sự khế hợp. Âm Phù Kinh cho rằng thiên đạo và nhân đạo khế hợp với nhau. Và giải âm là âm, phù là phù hợp. Âm Phù Kinh đề cao thuyết của nho gia là tồn thiên lý, khử nhân dục, tu tâm, thanh tính. Vạn vật hữu hình viết âm, vạn vật dài hữu tính mệnh viết phù vạn vật giai hữu tự nhiên chi đạo viết kinh. Lại nói, âm phù nhị tự, thân tâm giả, tính tình giả, thủy hỏa giả, thân khí giả, diên hống giả, lòng hổ giả, động tĩnh giả, nải tu đơn chi căn bản, dưỡng đạo chi uy nguyên. Tôi dịch âm phù kinh vì thấy một quyển sách nhỏ bé như vậy mà sao lại có nhiều danh nhân bình giả như thế. Tôi thấy những người như Lý Thuyên đời vua đường huyền tông, thích đạo từ nhỏ. mới đầu ông có được quyển Hoàng Đế Âm Phù Kinh, ông đọc cả ngàn lần mà vẫn không hiểu được thâm ý. Theo truyền thuyết thì ông đã tới Ly Sơn và đã được một bà cụ dạy cho Huyền Nghĩa Âm Phù, ông mới hiểu ý Nghĩa Âm Phù. Sau đó ông viết Hoàng Đế Âm Phù Kinh sớ ba quyển, Thái Bạch Âm Kinh mười quyển, Ly Sơn Lão Mẫu truyền Âm Phù Huyền Nghĩa một quyển. Ông làm quan giữ chức gian lăng tiết độ sứ phó ngự sử trung thừa. Ông là người có mưu lược, sau đó vào danh sơn quy ẩn, phục khí, tịch cốt, thanh tâm tu đạo, không rõ chết ra sao. Ông còn viết thêm ít sách khác. Tựa của Lưu Nhất Minh Âm Phù Kinh chỉ có hơn 300 chữ, lời của nó sâu nhiệm, ý nghĩa nó tinh vi. Nó sinh ra hỗn độn, phá vỡ hồng mông diễn xuất những điều bí mật của tạo hóa, triển khai những điều bí ẩn của tính mệnh. Đó là một quyển chân kinh, dạy tu đạo hay nhất. Lục Long mong đời đường cho rằng Hoàng đế đã chép ra sách này. Trần Uyên đời tống rằng Hoàng đế đã được quản thành tử truyền cho. Chu Hy cũng cho rằng sách là do Hoàng đế viết. Thiệu Khang Tiết cho rằng sách được chép vào thời chiến quốc Trình Y Xuyên cho rằng sách được chép vào thời thương mạc hoặc chung mạc, mỗi người một ý. Tôi lý luận như sau, thế gian đều cho là hoàng đế đã viết ra sách này và xưa nay đều gọi là âm phù kinh. Như vậy là do hoàng đế đã viết ra, đến đời đường ngu, hạ thương thì nó được truyền sâu rộng. Hoặc là hoàng đế soạn tác, rồi sách được truyền miệng. Các bậc thành chân tiên lữ mới viết thành sách đem ra truyền tụng điều đó cũng khó mà quyết định. Theo truyền thuyết thế gian thì sách là do hoàng đế viết ra, điều đó cũng có thể lắm. Tuy nhiên sách này truyền thụ từ lâu và có nhiều chỗ sai ngoa, khổ nổi không có bản nào là chính bản, chữ nghĩa lầm lẫn quá nhiều. Có người cho rằng Ly Sơn Lão Mổ có 100 chữ giải thích kinh này, thật là làm cho thánh đạo bị vấn loạn, y như người mù lại dắt người mù lại có người cho rằng sách này đã được y doãn, lữ đồng tân, trương quả lão, trương tử phòng, khổng minh chú. Thật là chuyện lừa bịp thiên hạ. Từ đó thấy mắt cá tưởng là chân châu, thấy nai tưởng ngựa, không còn biết được chân kinh diệu chỉ. Năm Càn Long thứ 44, tức là năm kỷ hợi 1779, tôi viết sách này ở Nam Đài, dùng tất cả các bản chú thích của chư gia hiệu chính từng chữ từng câu thoạt lại đại ý tảo tà cứu chính đã phá mọi cuồng ngôn loạn ngữ các bậc cao minh có thể tự mình biện giải âm phù kinh thượng thiên âm là ám phù là hợp kinh là thường hằng con người phải sống phù hợp với đại đạo đó là chân lý hằng cửu nếu ta sống phù hợp thiên đạo thì thiên nhân sẽ hợp nhất nhất động nhất tỉnh đều là thiên cơ và con người chính là trời vậy âm phù có ba thiên và ý nghĩa ba chữ âm phù kinh đều bàn bạc trong đó hoàng đế công tôn hiên viên chứ hoàng đế là vị vua kế vị thần nông tên là công tôn sinh ra ở hiên viên ông đã viết ra quyển sách này trương quả lão dương văn hội lý thuyên đều nói là do hoàng đế viết một quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận hỷ. Hãy bắt trước trời mà hành sự thì muôn việc đều hay. Đạo trời là vô vi, là trí trung, trí hòa. Đạo trời là vô thanh, vô xú, không tiếng không hơi. Cho nên chấp thiên chi hành là chủ tể tài ngã. Lưu nhất minh chú rằng tính mệnh chi đạo là thiên đạo, mà thiên đạo là đạo âm dương. Thế nào là quan thiên, Quang thiên là cách vật trí tri, là biết trong mình có trời. Quang thiên là cực thâm nghiên cơ, là nghiên cứu tường tận cơ trời. Quang thiên là tâm trí thần hội, là được trời ứng hợp vào tâm. Quang thiên là biết hồi quang phản chiếu, là biết đi sâu vào lòng mình. Quang thiên là nhìn cho rõ ràng không mảy may dối trá, tà ngụy Thế nào là chấp thiên chi hành? Chấp thiên chi hành là chuyên tâm trí trí là dồn hết tâm lực vào chuyện thực hành theo trời. Chấp thiên là làm theo đúng mực không thái quá, không bất cập. Chấp thiên là dồn hết tâm lực vào chuyện bắt chước trời, chuyện theo trời. Chấp thiên là càng ngày càng tiến bộ. Chấp thiên là trước sau như một. Quan thiên chi đạo là đạo vô vi, là đúng ngộ, để liễu tính của mình, biết mình có tính trời. Chấp thiên đó là cái học hữu vi, cái học tiệm tu, cốt để liễu mệnh vừa biết quan, vừa biết chấp là biết dùng cái đạo âm dương, theo phép thế gian để siêu xuất thế gian, chu toàn tính mệnh song tu, sau đó quên cả tâm lẫn pháp, siêu xuất thiên địa vĩnh cửu trường tồn. Chỉ hai câu trên đã là thang trời giúp ta thành tiên thành Phật, đó chính là cái đạo của Thánh Hiền. Ngoài ra chỉ là bàn môn tả đạo mà thôi. 2. Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương ngũ tặc là ngũ hành, là kim mộc thủy hỏa thổ. Trời dùng âm dương ngũ hành để sinh vạn vật, người nhân âm dương ngũ hành mà sinh trưởng. Nhưng khi ngũ hành đã xuống hậu thiên thì không còn hòa hợp mà lại sinh khắc lẫn nhau. Một coi kim là tặc hại, kim coi hỏa là tặc hại, hỏa coi thủy là tặc hại, thủy coi thổ là tặc hại, thổ coi một là tặc hại. Tuy nhiên ngũ hành cũng còn có điên đảo ngũ hành, Chiều này đào lão gọi là nghịch thi tạo hóa, điên đảo ngũ hành. Ta thấy, kim vốn khắc một, nhưng mộc nhờ kim mà trở thành khí cụ. Một vốn khắc thổ, nhưng thổ nhờ một mà sinh vinh. Thổ bản khắc thủy, nhưng thủy nhờ thổ mà không chảy lai láng. Thủy vốn khắc hỏa, nhưng hỏa nhờ thủy mà không bị khô táo. Hỏa vốn khắc kim, nhưng kim nhờ hỏa mà trở nên sáng láng. Hiểu được như vậy thì ngũ tạc sẽ thành ngũ bảo và ngũ hành chỉ còn là nhất khí, sẽ hoàn nguyên phản bản, hiểu vậy chẳng vinh xương hay sao? 3. Ngũ tạc tại tâm, thi hành ư thiên, vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Còn người bẩm thụ khí ngũ hành trong thân, nhưng tâm mới chính là chủ của thân, thân chỉ là nhà ở của tâm, cho nên ngũ hành thực sự là ở nơi tâm mà tâm thì lại phân ra nhân tâm lòng người và đạo tâm lòng đạo, lòng trời. Nếu nhân tâm mà làm chủ, thì ngũ tặc sẽ phát ra thành ngũ vật là hỷ nộ ai lạc dục. Nếu đạo tâm mà làm chủ, thì ngũ tặc sẽ biến thành ngũ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nếu hiểu đầu đuôi ngũ hành là như vậy, thì sẽ để cho đạo tâm chỉ huy để mỗi ngày mỗi tiếng, tiếng mãi tới trời. Như vậy vũ trụ tuy lớn nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, vạn vật biến hóa cũng không ra ngoài thân ta. Chúng ta sẽ toản thốc ngũ hành, hợp hòa tứ tượng và chuyện liễu tính, liễu mệnh cũng không khó. 4. Thiên tính nhân giả, nhân tâm cơ giả, lập thiên chi đạo dĩ định nhân giả. Thiên tính là người, nhân tâm là máy, lập ra đạo trời để xác định xem con người tiến bộ đến đâu. Thiên tính là tính chân như, là chân tâm, là đạo tâm, nó không hay, không biết theo đúng luật trời. Bất thức, bất tri, thuận đế chi tắc nó chính là con người. Nhân tâm là khí chất chi tính, là tri thức chi tính. Nó chính là cơ tâm, vì nó mà con người có sinh, có tử. Thiên tính là bản thể con người, nhân tâm là mọi hiện tượng sinh lý, tâm lý nơi con người tính là thiên cơ là thiên đạo nhân tâm là nhân cơ là nhân đạo con người phải theo thiên cơ nếu theo nhân cơ thì sẽ bị diệt vong cho nên thánh nhân quan thiên đạo chấp thiên hành trung lập bất ỷ tịch nhiên bất động cảm nhi toại tu chân tính hay thiên địa chi tính biến hóa khí chất chi tính theo thiên đạo để định nhân tâm không để cho có một chút khách khí tồn tại trong lòng Nhân tâm phải tiến tới hoàn thiện như sách đại học đã viết năm Thiên phát xác cơ, di tinh dịch tú Địa phát xác cơ, lòng xà khởi lục Nhân phát xác cơ, thiên địa phản phúc Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định hỷ Trời nổi xác cơ, sao rời vật đổi Đất nổi xác cơ, rồng rắn hiện ra trên mặt đất Người nổi xác cơ, đất trời điên đảo Trời người hợp phát vạn sự ổn định xác cơ là âm khí xúc tụ sẽ làm tổn thương mọi sự chúng ta đê á chứng kiến các thiên tai địa họa các trận chiến tranh tàn khốc và đã thấy chúng ta bị thương tổn ra sao tất cả những họa hại là do chúng ta đi ngược đạo trời nếu như trời người hợp pháp thì mọi sự sẽ hanh thông khang thái theo đúng đường trời trung dung gọi là trí trung hòa thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Đoạn này sẽ dễ hiểu hơn, nếu hiểu là phải có một cuộc sống hòa hài với thiên nhiên, một nếp sống an lạc trong một cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp, thanh tịnh và đầy thẩm mỹ và đạo vị. Tóm lại chúng ta không được chống thiên nhiên, không được tự do khai thác các loài động vật nghĩa là không được bắn giết thú rừng và muôn chim bừa bãi, không được phá hoại các loài thực vật như phá rừng, đốn cây tùy tiện, vì giữa muôn loài vốn đã có một thế quân bằng. Người xưa vì thế săn bắn có mùa, đốn cây có lúc. sáu Tính hữu xảo chuyết, khả dĩ phục tàn. Tính có khéo vụn, có thể giấu đi không dùng. Tính con người thì ai cũng thiện, nhưng con người thụ khí âm dương nên thành hình. Vì bẩm khí âm dương nên con người có thanh trọc, bẩm được thanh khí là những người khéo bẩm phải trọc khí là những người vụn Xảo là những người có cơ mưu Chuyết là những người si bần Xảo chuyết đều là khí chất chi tính Không phải là thiên địa chi tính Nếu theo nhân tâm là theo khí chất chi tính Còn những bậc tu chân chi đạo là những người theo đạo tâm Theo thiên địa chi tính Dùng tiên thiên hóa hậu thiên Nên không cần dùng đến xảo Chuyết Lưu nhất minh Chu hi chú thánh nhân chi tâm giữ thiên địa tham đồng, chúng nhân không được vậy là vì có khéo có vụng. Biết dấu xảo chuyết thì chỉ còn thấy xảo. Vô tích hoàng nguyên bính, âm phù kinh chân thuyên. Âm phù kinh phát ẩn chú, diệu trí vô trụ thì gọi là xảo, nghiệp thức tạp nhiễm thì gọi là chuyết. Xảo chuyết đều do tâm, còn tính con người là bản thể. Trí mà hiện thời nghiệp thất ẩn, thất mà sinh thì diệu trí tàn, Vô tết hoàng nguyên bính, âm phù kinh chân thuyên Tóm lại, tính là thiên đạo, là đạo tâm, nhân tâm là xảo chuyết Muốn định thiên, lập nhân là phải theo tính trời mà quên đi tính người 7. Cửu khiếu chi tà, tại hồ tam yếu, khả dĩ động tỉnh Cửu khiếu người có cửu khiếu, trên bảy dưới hai mà có tà khí là do nơi ba khiếu quan trọng Phải biết động tỉnh Tà khí xâm nhập vào con người là do nơi thất khiếu. Ba khiếu quan trọng trong con người là mắt, tai, mồm. Tai nghe âm thanh thì tinh giao, mắt nhìn màu sắc thì thần chạy, mồm nói nhiều thì khí tán. Tinh khí thần mà đã bị thương thì toàn thân sẽ suy bại, tính mệnh rồi ra cũng sẽ tán vong. Nếu con người biết thu thị, phản thính, hy ngôn, bế khẩu, tùy chỉ hư vô, khiến cho nội niệm bất xuất ngoại niệm bất nhập tinh khí thần tam phẩm đại dược sẽ ngưng kết không tan các khiếu tùy ý động tĩnh động tĩnh là thiên cơ không phải là nhân cơ như vậy thì tà khí làm sao mà không bị tiêu diệt lưu nhất minh 8. hỏa sinh ưu một hỏa phát tất khắc danh sinh ưu quốc thời động tất hội tri chi tu luyện vị chi thánh nhân hỏa là tà tâm mộc là tính, giang là những gì âm ác, quốc là thân con người, lửa mà cháy thì mộc sẽ bị tai họa, thế là một khắc, tà sinh ư tâm, tà phát thì tâm bị họa, và tính sẽ loạn. Trong nước mà có kẻ gian manh, gian manh quấy động, thì nước sẽ bị diệt vong, tan rã. Cũng một lẽ, nếu âm tàn ư thân, âm mà thịnh thì thân vị suy bại, tính mệnh sẽ bị khuynh đảo nếu biết tìm tâm tu luyện, quan thiên đạo, chấp thiên hành, biết hàng phục thân tâm, biết bảo vệ tính mệnh, thì tính mệnh sẽ không bị hậu thiên ngũ hành câu chấp. Nếu không là thánh nhân thì ai làm được chuyện đó? Lưu Nhất Minh Tóm lại, người tu luyện phải biết hàng phục vọng tâm, giữ gìn thiên tính. Trung thiên, chính, thiên sinh, thiên sát, đạo chi lý giả. Thiên đạo là âm dương, Dương chủ sinh, âm chủ xác. Có âm thì phải có dương, có sinh thì phải có xác. Đó là lẽ trời, cho nên xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm đông tàn, thiên địa tuần hoàn, trùng nhi phục thủy. Như vậy, nói đúng ra thì đất trời có hai bộ mặt, hằng và biến. Hằng là bất biến, biến là tuần hoàn, sinh xác. Biết vậy mới siêu xuất tuần hoàn được. 10 Thiên địa vạn vật chi đạo, vạn vật nhân chi đạo, nhân vạn vật chi đạo. Tam đạo ký nghi, tam tài ký an, cố viết thực kỳ thời bách hài lý. Động kỳ cơ vạn hóa an. Trời là thủy tổ muôn vật, đất sinh ra muôn vật. Đã sinh ra muôn vật thì cũng có thể xác muôn vật, cho nên nói trời đất là đạo chích muôn vật. Có vạn vật nên cũng có con người, con người thấy cảnh sinh tình tư tình túng dục làm hào tán thần khí của mình nhỏ rồi lớn lớn rồi già già rồi chết cho nên nói vạn vật là đạo chích của con người con người là vạn vật chi linh vạn vật tuy ăn trộn được khí con người nhưng con người ăn được tinh hoa vạn vật con người mượn khí muôn vật mà xin cho nên con người là đạo chích của muôn vật ai cũng là đạo chích của ai nên ai cũng thỏa mãn tam đạo ký nghi cho nên thiên nhân hợp đức và tịnh hành, không phản bội nhau, thế là tam tài ký yên. Tam tài đã yên, đạo khí thường tồn, cho nên vạn vật không khuất phục được ta, tạo hóa không câu chấp được ta. Cái bí nhiệm là làm gì cũng phải đúng thời, không trước, không sau, không đón, không đưa, không thái quá, không bất cập, đại yếu là không làm hỏng thời, không làm sai máy. Cho nên nói, ăn phải thời, toàn thân chỉnh, mấy chốc động, vạn hóa an. Thực kỳ thời là hấp thụ được tiên thiên chi khí. Động kỳ cơ là tùy cơ mà nữ chuyển được nguồn máy sinh sát. Thực kỳ thời là làm tiêu ma dược hậu thiên chi khí, cho nên bách hại được toàn vẹn và con người không bị thương tổn. Động kỳ cơ là hồi phục được tiên thiên chi khí và vạn vật ăn, cho nên có thể sống lâu. Chữ thời, chữ cơ thật là khó giải. Đại khái thì thời là thiên thời, cơ là thiên cơ. Lưu Nhất Minh Trung dung chú, Ngô chi tâm chính, thiên địa chi tâm diệt chính. Ngô chi khí thuận, tác thiên địa chi khí diệt thuận. Lê Quý Đôn bình luận về lẽ thiên nhân hợp nhất như sau: Tâm con người rất rộng lớn, trên thông với trời, giữa hiểu được quỷ thần, dưới quan sát được vạn vật giữ tâm mình cho chính trực, sẽ biết đạo lý. Biết đạo lý sẽ biết được cơ vi của trời đất. Biết được cơ vi, sẽ có ứng dụng. Ứng dụng được, sẽ đạt quyền năng. Vận mệnh là do con người làm ra, chứ vận mệnh không chế ngự được con người. Lẽ thiên nhân hợp nhất cũng không vượt quá lẽ này. Âm phù kinh khảo dị của Chu Hy Chú, thiên địa vạn vật chủ ư nhân, nhân năng thực thiên địa chi thời, tắc bách hài lý hỷ. Động thiên địa chi cơ Tắc vạn vật an hỷ Thời già Xuân thu tảo vãn giả Cơ giả sinh sát trưởng dưỡng giả Vô tết hoàng nguyên bính Âm phù kinh chân thuyên Bách hài lý Vạn vật an là chấp thiên chi hành Vô tết hoàng nguyên bính Âm phù kinh chân thuyên Tóm lại nếu con người theo đúng thiên lý Thì mờ ô y sự sẽ an vui Trị bình do đó mà sinh 11 nhân tri kỳ thần chi thần, bất tri bất thần chi sở dĩ thần. Xưa nay người ta thường coi chiêu chiêu linh linh chi thức thần là bản lai chi nguyên thần, cho nên trước không, chấp tướng, thiên kỳ, bách quái, đến giặc cũng không thành tựu được gì, thế rồi chết đi. Họ đâu có biết rằng biết thức thần thì chỉ là mới biết hậu thiên chi thần, chứ chưa biết tiên thiên chi thần. Nguyên thần ấy mới là cái thần hậu thiên chứ chưa phải là thần tiên thiên. Nó phi sắc, phi không, chí vô nhưng hàm chí hữu, chí hư nhưng hàm chí thật. Thảo nào mà con người chỉ biết có hậu thiên chi thần nên cam chịu luân chuyển. Chỉ có tiên thiên chi thần mới bảo trì được tính mệnh của ta. Thảo nào mà khi vạn vật ăn cắp khí lực ta thì ta đâu có biết. Lương Nhất Minh 12. Nhật Quyệt Hữu Số đại tiểu hữu định thánh công sinh yên thần minh xuất yên kỳ đạo cơ giả thiên hạ mặt năng kiến mặt năng tri quần tử đắc chi cố cùng tiểu nhân đắc chi khinh mệnh tháng này có số lớn nhỏ đã định thánh công sinh và thần minh hiện ăn cáp là cơ vi không nhìn thấy không trông thấy quần tử có được thì giữ lấy tiểu nhân được thì liều thân con người ăn cắp được năng khí của thiên địa vạn vật, vì thiên địa vạn vật có định số. Còn thiên địa vạn vật không ăn cắp được năng khí của con người là vì đạo thánh nhân thì vô hình vô tượng. Mặt trời, mặt trăng tuy cao nhưng có độ số để suy ra. Mặt trời đi một vòng trời mất một năm, sinh ra xuân hạ thu đông. Mặt trăng đi một vòng trời mất một tháng, có doanh hư, sóc vọng, lớn là dương nhỏ là âm. Dương cực thì sinh âm, âm cực thì sinh dương, đại vãng thì tiêu lai, tiểu vãng thời đại lai, cứ vậy tuần hoàn, nhất định như vậy. Thánh nhân do thế suy ra lẽ âm dương tiêu tức của trời đất, chỉ dụng công vào trong một giờ, lấy được khí hồng mông vị phán của trời đất làm đan mẫu, đạt được số doanh hư của trời đất để lập mệnh cơ, trước trời mà trời không trách, sau trời để theo trời, thánh công do đó sinh. Thần minh do đó hiện, cái công cái sáng ấy chính là đạo cơ vậy. Tuy là quỷ thần cũng không biết đâu mà suy đoán, như vậy thì người làm sao đoán được. Thiên hạ làm sao mà thấy làm sao mà biết, như nếu thấy được, biết được, cũng không sao trộn được. Thế mới là thánh, thế mới là thần, thế mới là đạo. Nếu không phải là trung thần, hiếu tử, đại hiền, đại đức thì không thể biết. Nếu không phải là liệt sĩ, trượng phu, coi vạn hữu là không, thì không thể nào thi hành cho có kết quả. Đó là đạo đức chân chính. Quân tử được ý, quên lời, đại trí như ngu, người khéo nhất lại có vẻ như vụng nhất. Nếu chưa đạt tới liễu tính liễu mệnh, thì không dám tiết lộ bí quyết, cố cùng như kẻ ngu si. Đến như những kẻ tiểu nhân bạc phước, vừa mới hưởng được chút hương vị trên đời đã tự mãn, tự túc, không biết tự trọng không có mà tưởng như có hư không mà tưởng là đầy đặn thế là những hạng người chẳng những vô ích mà còn có hại cho xã hội âm phù kinh phát ẩn chú nhật nguyệt có số đó là thời đại tiểu hữu định là phương các huyền trong âm phù kinh thập chân tập giải có lời tụng hiền nhân cùng lý hợp hư vô đác ngộ kiền khôn tạo hóa lô hạ sĩ chỉ tranh giành giữ lợi vào nguyên khu chủng thị tiền đồ. Hiền nhân cùng lý hợp hư vô, hiểu được kiền khôn tạo hóa lô. Hạ sĩ chỉ tranh danh và lợi, rồi ra tán mạng ấy tiền đồ. Hoàng đế nói, tinh thần vào được cửa, bách hài sẽ phản côn và cái ta sẽ không còn. Vô tích hoàng nguyên bính, âm phù kinh chân thuyên, hạ thiên, 13, cổ giả thiện thính, lung giả thiện thị tuyệt lợi nhất nguyên dụng sư thập bội tam phản trú dạ dụng sư vạn bội người mù nghe giỏi người điếc thấy tin quên lợi một phần sẽ mạnh gấp trăm ngày đêm tu luyện sẽ mạnh gấp vạn cho nên nhắm mắt nghe sẽ rõ hơn bịt tai thấy sẽ rõ hơn thanh tĩnh kinh viết chúng sinh không biết chân đạo là vì có vọng tâm vì có vọng tâm nên khiến thần kinh sợ thần kinh nên bám víu vật chất bám víu vật chất nên nổi tham cầu đã tham cầu nên xin phiền não phiền não vọng tưởng làm ưu khổ thân tâm làm cho mình bị trầm luân khổ ải không biết được chân đạo vọng tưởng tham cầu là nguồn lợi lộc nếu con người gạt bỏ được tham cầu thì vạn hữu thành không tư lự sẽ giảm thiểu cho nên ngồi vận công đạo vẫn sẽ thấy gia tăng công lực nếu như suốt ngày lo tồn thành, khử vọng, thì rốt cuộc sẽ tới được chỗ chí thiện, vô ác. 14. Tâm sinh ư vật, tự ư vật, cơ tại một. Trong con người tâm là chủ, mắt là cửa vào tâm. Tâm đây là bản lai chân tâm, không không, đổn đổn, vô ngã, vô tâm, vô vật, đồng thể với thái hư. Nó chính là đạo tâm, là tâm chân như của nhà Phật nó bất sinh bất diệt. Tâm mà có sinh có diệt là cái tâm thịt, là nhân tâm. Vật là vật dục. Ta không thấy tâm, nhưng vật nên nó hiện. Ta thấy vật, nên thấy tâm. Không có vật thì tâm không hiện. Cái tâm này vì vật mà có sinh tử. Vật sinh thì nó sinh, vật tử thì nó tử. Còn mắt là cửa của tâm. Nó chiêu vời đạo chích vào. Mắt thấy gì, tâm liền hay biết cho nên mắt là động cơ làm cho tâm sống chết cho nên động cơ thật là ở nơi mắt nếu con người biết phản quan nội chiếu thì ngoại vật sẽ hết đường vào sẽ không còn làm ta sinh tử thì sinh tử còn theo lối nào mà vào chu hy chú tâm do vật mới thấy thế là sinh ư vật tâm vì trục vật mà chết thế là tự ư vật tâm tiếp được vật là nhờ cửu khiếu nhất là nhờ mắt vô tết hoàng nguyên bính âm phù kinh chân thuyên. 15. Thiên chi vô ân, nhì đại ân sinh, tấn lôi, liệt phong, mặt bất xuẩn nhiên, chí lạc tính dư, chí tỉnh tính khiêm. Trời đối với vạn vật, tưởng là vô ân, nhưng thật ra đã sinh ra vạn vật thật là đại ân vậy. Nhờ phong vũ, lôi đình nên vạn vật tự nhiên sinh xuất. Thế là chí lạc, thế là chí tỉnh, tất cả đều vô tâm, tự nhiên. 16. Thiên chi chí tư, dụng chi chí công, cầm chi chế tại khí. Thiên đạo thời vô tượng, vô hình, coi muôn loài là một, cho nên chí tư. Bốn mùa vần xoay, làm cho vận vật nảy sinh, cho nên chí công. Chỉ dùng một khí mà cầm giữ, kiềm chế muôn vật, làm cho vạn vật từ nhất bản tán vạn thù, rồi lại từ vạn thù quy nhất bản nên thực ra không có gì là công, không có gì là tư, chỉ có một khí tuần hoàn mà thôi. 17. Sinh giả tử chi căn, tử giả sinh chi căn, ân sinh ư hại, hại sinh ư ân. Thiên đạo sinh vật, một khí thượng hạ, thượng là dương, hạ là âm, dương là sinh là ân, âm là tử là hại. Đã có sinh, thời có tử, đã có tử ắt có sinh, cái nọ là gốc sinh cái kia, có ân thời có hại, có hại thời có ân. Nếu con người biết tìm cái sống trong cái chết, thì sẽ được trường sinh bất tử. Nếu biết tìm cái ân trong cái hại, thì sẽ được cái ân và sẽ vô hại. Ra khỏi cái này mà vào cái kia, phải cho cẩn thận. Lưu Nhất Minh 18. Ngu nhân dĩ thiên địa văn lý thánh Ngã dĩ thời vật văn lý triết Ngu nhân không biết gì về sinh tử ân hại đó là bí mật tạo hóa tuần hoàn thiên văn dạy ta tượng địa lý dạy ta hình biết cái gì hiển lộ ra bên ngoài cái gì thấy được biết được không phải là thánh cái gì vô hình vô tượng của trời vật đó là cái mà thần hiển lộ bên trong nó không thể thấy không thể biết cái đó gọi là triết lý của trời đất cho nên vật có khi sinh có khi tử Lúc đáng sinh thì sinh, lúc đáng tử thời tử. Sinh là ân, tử là hại. Tất cả là do thời vận, đều là do thiên đạo, thần đạo vận chuyển. Thiên địa thần đạo ấy không thể thấy, không thể biết, biết được nó là nhờ vật. Nhìn thấy vạn vật sinh tử có thời, thì thấy được cái minh triết của trời đất. 19. Nhân dĩ ngu ngu thánh nhân, ngã dĩ bất ngu ngu thánh nhân nhân dĩ kỳ kỳ thánh nhân ngã dĩ bất kỳ kỳ thánh nhân người thường cho rằng thánh nhân là những người ngu ta không nghĩ như vậy người thường cho rằng thánh nhân là những người kỳ dị ta không nghĩ như vậy đạo tính mệnh bắt đầu từ hữu tác thì không ai biết khi nó tới vô vi thì người ta mới biết xưa nay chân thượng thánh nhân lúc tu hữu tác thì thường giấu bớt vẻ sáng thường triết thông hủy trí thao quan dưỡng hối thái dược trong hư vô hoảng hốt tra minh chi hương hành hỏa hầu trong vô thức vô tri chi địa để hết tâm trí vào hư vô để cho thần minh vận chuyển như vậy quỷ thần làm sao mà dò biết được người làm sao mà biết được cái bí quyết này ai mà biết được cho nên thường nhân không hiểu nổi thánh nhân thánh nhân như một nhà buôn lớn khéo cất dấu hàng hóa tưởng như không có mà thực sự là có. Các ngài đâu phải là kẻ ngu. Khi đã tới giai đoạn vô vi thì các ngài hòa quang, đồng trần, tiết công luyện đức, cực vãng tri lai, thần thông quảng đại, trí tuệ vô biên, cho nên có người cho rằng các ngài là những con người kỳ dị. Có biết đâu rằng các ngài chỉ đem cái chân thường để ứng vật, chứ chẳng có gì là kỳ dị. Các ngài là những bậc tham thiên địa chi hóa dục và có đức phối thiên địa, lưu nhất minh. 20. Trầm thủy, nhập hỏa, tự thủ diệt vong. Những tật xấu của con người như tham lam, keo kiệt, ân ái đó là những vật thẳm. Tủ sát tài khí thì như là những lò lửa. Thường nhân không biết gì về thiên đạo, tạo hóa, không biết gì cái học tính mệnh của thánh nhân lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, nên tự hại, dìm mình trong vực thẳm mà không biết, nhập vào lò lửa mà không hay. Thế là tự chuốc lấy diệt vong, còn trách ai được. 21. Tự nhiên chi đạo, tỉnh, cố thiên địa vạn vật sinh. Thiên địa chi đạo tẩm, cố âm dương thắng, âm dương tương thôi nhi biến hóa thuận hỷ. Đại đạo vô hình, sinh thiên địa vạn vật, đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Vô hình, vô danh là đạo tự nhiên chí tỉnh tỉnh là máy sinh ra động tỉnh cực rồi động và vạn vật từ đó mà sinh ra một sinh ra thiên địa nên thiên đạo là đạo tự nhiên nên đạo thiên địa thấm nhuần từ từ đó cũng là ý nghĩa của tự nhiên vì tẩm nhuận tự nhiên nên động không lìa tỉnh tỉnh không lìa động một động một tỉnh lấy nhau làm căn cơ cho nên âm dương thắng động là dương tỉnh là âm động cực rồi tỉnh, tỉnh cực rồi động, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Âm dương đung đẩy lẫn nhau sinh ra tứ thời, làm cho vạn vật sinh thành, hoặc biến hoặc hóa, thuận theo tự nhiên, không có tâm ý gì trong đó. Cho nên tất cả là do tự nhiên chi đạo, vô hình vô danh, biến hóa vạn sự, nên biến hóa không bao giờ cùng. 22. Thánh nhân tri tự nhiên chi đạo bất khả vi, nhân di chế chi chí tỉnh chi đạo luật lịch sử bất năng khế viên hữu kỳ khí thị sinh vạn tượng bát quái giáp tý thần cơ quỷ tàn âm dương tương thắng chi thuật chiêu chiêu hồ tiếng ư tượng hỉ thánh nhân là những người giữ thiên địa hợp kỳ đức vì các ngài giữ thiên địa hợp kỳ đức nên đi đúng đường lối trời đất chỉ nhân đó biến chế đôi chút cho nên các ngài giữ thiên địa đồng đất Thế nào là đạo tự nhiên, thưa là đạo phi sắc, phi không, chí vô nhi hàm chí hữu, chí hư nhi hàm chí thực, hữu vô kim cai, hư thực tịnh ứng. Cho nên nói nó là vô thì nó là hư vô nhất khí, vô thanh vô xú. Nó là đạo, hết sức là tỉnh cho nên số của luật lịch không thể khế hợp với nó được. Luật lịch chỉ khế hợp được với hữu hình, không khế hợp được với vô hình vì nó chí tỉnh nên vô hình vậy. Như vậy luật lịch làm sao khế hợp với nó được? Tính Lăng Sư nói, hữu vật tiên thiên địa, vô danh bản tịch liêu, chính là vì vậy. Nói nó là hữu, thì nó chính là khí dụng. Nói nó là kỳ khí, thần khí vậy. Thần khí thì diệu vạn vật, cho nên sung la vạn tượng, bát quái tương đẳng, giáp tí tuần hoàng, thần thì thân cơ, quỷ thì khuất tàn. Bao dung vạn sự, tính lăng sư gọi thế là năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu là vì vậy. Tỉnh đạo là vô danh thiên địa chi thủy, thần khí là hữu danh vạn vật chi mẫu. Lão tử nói, vô dục dĩ quan kỳ diệu, quan kỳ diệu là quan kỳ thủy vậy. Hữu dục dĩ quan kỳ cứu, quan kỳ cứu là quan kỳ mẫu. Không có hữu thì vô không thành không có quan cứu thì không có quan diệu. Quan diệu chi đạo là vạn vật giai không, vô tác, vô vi. Quan cứu là âm dương biến hóa, hữu tu hữu chứng. Thánh nhân không đi ngược thiên nhiên chi đạo, chỉ nhân nhi chế chi mà thôi. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành là từ hậu thiên trở về tiên thiên, từ trong sát cơ đoạt lấy sinh cơ, điền đảo ngũ hành, nghịch thi tạo hóa lấy âm dưỡng dương, lấy dương hóa âm. Dương kiện, âm thuận, âm dương hỗn hợp, từ quan cứu cho tới quan diệu, từ thần khí nhập vào chí tỉnh, từ miễn cưỡng đi vào tự nhiên, thế là hữu vô nhất trí, công lực vẹn toàn. Dùng thuật âm dương tương thắng để vượt lên trên sắc tượng. Nên biết thuật này không phải thuật tầm thường. Sư hoàng đế cưỡi rồng lên trời, trương các hứa siêu phàm nhập thánh, người xưa đem cả nhà cửa lên trời có 800, bay thẳng lên trời có tới 3.000, đều nhờ đạo này mà thành. Âm phù kinh chỉ có hơn 300 chữ, mỗi dòng đều là cam lô, mỗi chữ đều là châu ngọc, dạy ta con đường tính mệnh bất tử, dạy ta con đường tu chân của vạn thế. Thế là lộ hết thiên cơ, đàn kinh tử thư dù ví dụ muôn vàng cũng chỉ là dạy âm dương tương thắng chi thuật. Người có chí thấy được kinh này nên thành tâm đọc tụng, nên cầu sư học quyết, có thể sẽ đại. Giác, đại ngộ, hãy cố thực hành sẽ thấy ứng hợp với các lời sấm. Lưu Nhất Minh Thư Mục Âm Phù Kinh một Lưu Nhất Minh Âm Phù Kinh Chú 2. Vô Tích Hoàng Nguyên Bính Âm Phù Kinh Chân Thuyên 3. Thái Công Đẳng Chú 17 Người Chú Giải 4. Thất gia chú bảy người chú 5. Lý thuyên chú 6. Trường quả chú 7. Viên thục chân chú 8. Tiêu chân tể chú 9. Hoàng cư chân chú 10. Trầm á phu chú 11. Nhiệm chiếu nhất chú 12. Kiển xương thìn chú 13. chú Đỗ Quang Đình Chú 14. Lục Điền Chú 15. Lý Tịnh Âm Phù Cơ 16. Âm Phù Thái Vô Truyện 17. Đướng Vi Hồng Âm Phù Chính Nghĩa 18. Lý Thuyên Diệu Nghĩa Ly Sơ Mẫu Truyện 19. Trương Quả Âm Phù Biện Mệnh Luận 20. Huyền Giải Tiên Sinh âm phù huyền đàm. 21. Đỗ Quang Đình, âm phù kinh. 22. Các Hồng, âm phù thập đức kinh. 23. Viên Thục Chân, âm phù kinh sớ. 24. Thái Huyền Tử, âm phù kinh tụng. 25. Vô Vi Tử, âm phù kinh. 26. Trương Bân Khanh, âm phù sớ. 27. Trương Lỗ, âm phù huyền nghĩa. 28. Phí trường phòng, âm phù đận kinh. 29. Ly sơn mẫu chú, âm phù đơn kinh. 30. Âm phù kinh tự. 31. Âm phù ngũ tạc nghĩa. 32. Âm phù tiểu giải. 33. Âm phù đơn kinh giải. Từ số 2 đến số 33 là theo tống. Cao tự tôn tử trong sách vô tích hoàng nguyên bính, âm phù kinh chân thuyên, trang 23. Âm phù được đường quả lão, y doãn, thái công vọng, chư cát lượng, phạm lãi, quỷ cốc tử, trương lương, lý thuyên năm, năm chú. Cũng có người cho sách này đã được 11 người chú giải, thay vì 7 người như trên. Đó là Thái Công, Phạm Lãi 525, 455 quỷ cốc tử, chư các lượng, Lý Thuần Phong 602 đến 670 đường, Lý Thuyên đời đường Huyền Tông, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Dương Thịnh. Ý nghĩa kinh sách đạo lão âm phù kinh, khoảng 23 quyển khác nhau. Thánh nhân quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, trưởng ốc thiên nhân ám hợp chi cơ, xử hành vi hợp hồ thiên đạo, bất vi tự nhiên các trị quốc dưỡng sinh các đắc kỳ nghi Sách này được đường quả lão Y Doãn Thái công vọng Chư Cát Lượng Phạm Lãi Quỷ Cốc Tử Trương Lương Lý Thuyên Năm Năm Chú Cũng có người cho sách này đã được 11 người chú giải Thay vì 7 người như trên Đó là Thái công Phạm Lãi 525 455 Quỷ Cốc Tử Chư Cát Lượng Lý Thuần Phong 602 đến 670 đường, Lý Thuyên đời đường Huyền Tông, Lý Hiệp, Lý Giám, Lý Duyệt, Lý Thiện đều chủ trương quan thiên chi đạo, chấp cơ đạt biến, dĩ cầu trừ sinh, phú quốc an dân, cường binh chiến thắng. SDD TR 332 ông phù kinh là Thánh nhân thể thiên dụng đạo chi cơ. Thánh nhân dụng tâm thâm vi, tác năng chiếu kiến tự nhiên chi tính, chấp cơ biến thông tác năng khế hợp tự nhiên chi lý. Chiếu chi dĩ tâm, khế chi dĩ cơ, nhi âm phù chi nghĩa tận hỷ 332. Thiên địa chi thần giữ ngô chi thần đồng vu nhất thể, cố động giữ thần khế, tỉnh giữ thần cụ, giữ. Thái không vi nhân, giữ tạo vật giả vi hữu, thể tính vô thù, thị vị đắc đạo. Thế là Thiên đạo nhân tâm ám hợp chi lý, dục nhân năng thuận thiên nhi động 333. Âm phù kinh xưa nay chỉ có 300 chữ hay 400 chữ, 333. Cộng thêm học thuyết lão là thanh tĩnh tự nhiên, thanh tâm quả dục và phát thêm dịch truyện là thành thuyết thiên đạo, nhân sự khế hợp. 333 âm phù kinh cho rằng thiên đạo và nhân đạo khế hợp với nhau. Và giải âm là ám phù là phù hợp. 333 Đề cao thuyết của Nho Gia là tồn thiên lý, khử nhân dục, tu tâm, thành tính. 334 vạn vật hữu hình viết âm, vạn vật dài hữu tính mệnh viết phù, vạn vật dài hữu tự nhiên chi đạo viết. Kinh lại nói, âm phù nhị tự, thân tâm giả, tính tình giả, thủy hỏa giả, thân khí giả, duyên hống giả, lòng hổ giả, động tỉnh giả, nải tu đơn chi căn bản, dưỡng đạo chi uy nguyên, 334. Thanh tỉnh kinh 10 kinh, chủ trương các bộ thanh tỉnh kinh là đề cao thanh tỉnh. Đó là học thuyết của Đỗ Quang Đình Đường Mạc, của Bạch Ngọc Thiềm Nam Tống, của Hầu Thiện Uyên Kiếm Nguyên, của Lý Đạo Thuần Nguyên Mạc, Minh Sơ, Vương Đạo Uyên Nguyên Mạc Minh Sơ. Đại chỉ dĩ thanh tỉnh vi bản khuyến nhân trừng tâm khiển dục, không vô thần tịch, nãi chí tịch vô sở tịch, tắc thể hợp vu đạo. Thành giả nguyên thần giả, tỉnh giả khí giả, kinh tắc pháp giả, nhất tác vi thánh nhân chi linh lộ, nhị tắc thần tiên chi thê đắng. 335 Bất chấp không vi không, bất chước hữu vi hữu. 335 Dung hợp đạo, thiền, dĩ trừng tâm, khiển dục, Thanh tỉnh thường tịch vi tông chỉ, 335. Thái thượng lão quân thường thanh tỉnh kinh chú, bạc ngọc thiềm, 335. Thái thượng lão quân thanh tỉnh tâm kinh dĩ thanh tỉnh vi tông, hấp thủ Phật giáo không tịch tư tưởng, dĩ minh đạo gia thanh tỉnh vô vi chi diệu. Nhận vi nhân tâm bất tỉnh, dài nhân kỳ dục khiên lụy, nhược vô kỳ dục, tác tâm tự tỉnh nhi thần bất nhiễu tắc thường thanh tĩnh thường thanh tĩnh tắc năng thể hợp vu đạo 335. thanh tĩnh chi pháp tỷ địch tâm cấu Sử nội ngoại giai tịnh hoàng nguyên phản bản phục ngã thái hư đắc đạo tự nhiên vĩnh vô lưu chuyển 336 thái thượng lão quân Mội thị kinh vị nhân tâm bản lai thanh tĩnh nhân nhiễm lục tình nhi nhập khổ hải tâm nhược thanh tĩnh tắc vạn họa bất sinh cố tu đạo tức thoại tu tâm, kỳ yếu tại nôi thị kỷ thân, trùng ký tâm giả, nội thị chi pháp, tiên tư vạn vật chi trung, nhân tối tôn quý, mạc vọng nhiễm chư trần, tái diệt lờ u y c thức, lục dục, hư tâm vô tâm, định tâm an tâm, tỉnh tâm chính tâm, thanh tâm tịnh tâm, tâm tỉnh thân định, dị trí vu loạn tưởng vô khởi, tà tâm bất xâm, chu thân cập vật, bế mục tư tầm, biểu lý hư tịch, thần đạo vi thâm. 335 Thái Thượng Xích Văn Đỗng Cổ Kinh Chú Nhận tu chân dưỡng tính chi đạo, nhận vi vô động vô vi thi vạn vật chi bản, bất thị bất thính vi chúng diệu chi môn, dưỡng kỳ vô tượng, thủ kỳ vô thể, tất cả trường sinh, tu đạo giả ưng bảo nguyên thủ nhất, thanh tịnh vô vi, quy căn phục lệnh. Thái Thượng xích văn đổn cổ chân kinh chú. Chú văn viết, hướng bất động trung động, vô vi trung vi, nội vong hình thể, ngoại vong thanh sát, dưỡng kỳ vô tượng, thủ kỳ vô thể, toàn kỳ bản chân, siêu xuất hư vô chi ngoại, thị vi tối thượng nhất thừa, vô thượng khả thượng, cố viết vô thượng. Hậu vân phản bản quy căn nhập hồ vô gián, tác không khí hoáng nhiên, tác hồ thiên địa quang minh phổ chiếu, cố viết xích văn. Tam luận huyền chỉ, tu tâm khế đạo, kiến tính thành chân. Đại đạo tự nhiên vô vi, đạo tâm tính tam giả vi nhất, tức tâm thị đạo, tâm chi giữ đạo, nhất tính nhi nhiên. Cố tu đạo chi yếu tại vu tu tâm kiến tính, thanh tĩnh vô vi, khiển trệ phá chấp. Nhân hữu vi nhi đạt vô vi, nhân hữu sinh nhi đạt vô sinh vô vi tự nhiên, thì vị đại đạo diệu dụng. 340 tham đồng khế. Khế hợp, đại dịch, hoàng lão, lô hỏa thành một. Tuổi thọ của các đạo sĩ. Các đạo sĩ xưa nay đều chủ trương tu luyện để trường sinh bất tử. Nhưng nghiên cứu tuổi thọ các ngài, chỉ thấy vài vị sống hơn 100 tuổi thạch hạnh lâm, vương thường nguyệt, vài vị sống trên 90 trương bá đoan. Lưu Nhất Minh vài vị sống trên 80 lục tìm hư, huỳnh nguyên cát, còn thì cũng sống 60, 70 không hơn gì ai. Như vậy, bất quá là các ngài có thể diên niên, có thể sống lâu thêm ít năm mà thôi. Sau đây là tên tuổi các đạo sĩ qua các thời đại, Nam Tông, Tu Mệnh Lưu Thao Lưu Hải Thiềm Truyền Đạo năm 911. Trương Bá Đoan 984 đến 1082.

1112 đến 1.170, 58 tuổi. Khưu Sử Cơ 1.148 đến 1.227, 79 tuổi. Lưu Sử Huyền 1146 đến 1.203, 57 tuổi. Mã Ngọc 1.123 đến 1183 60 tuổi đàm sử đoan 1.123 đến 1195 62 tuổi; hát đại thông 1.140 đến 1212 72 tuổi; vườn sử nhất 1.142 đến 1217 75 tuổi; tôn bất nhị 1.114 đến 1182 63 tuổi.

Xét về tuổi thọ, các môn phái nói trên cũng không phải đã đạt được số tuổi lý tưởng. Xét về tuổi thọ, các môn phái nói trên cũng không phải đã đạt được số tuổi lý tưởng. Cuối đời Hán 206 đến 220, Ngụy Bá Dương Nhân theo Long Hổ Kinh lại rút tỉ tư tưởng kinh dịch, hoàng lão, mà soạn ra bộ tham đồng khế, đã hệ thống hóa khoa luyện nội đơn, vì thế ông được tôn xưng là vạn cổ đơn kinh chi tổ. Ông phân biệt luyện đơn với các phương thuật như âm đạo, thất khí, bộ đổ, tế lễ năm, năm mà ông cho là những chuyện nghịch thiên cơ. Vì phản lại đạo giáo bội nghịch thất khu cơ, tiền khước vi hoàng lão, là bàn môn tả đạo. Chủ trương tham đồng khế là đem triết học chu dịch, hợp nhất với triết học lão trang, là học thuyết thiên nhân hợp nhất và phải tuân hành các định luật vận chuyển, biến hóa của trời đất và cũng phải biết hòa hợp âm dương, đạt tạo hóa chi côn và phản bản hoàng nguyên, phục quy ư hư vô chi đạo. Như vậy muốn luyện đơn, phải biết căn bản con người, mà bản thể con người là thái cực, âm. Dương là tinh khí thần hồn phách là âm dương, là dược vật của đơn kinh, hay kiền khôn. Kiền khôn mà phân ly thì thành vũ trụ, kiền khôn mà hợp nhất thì thành thái cực hòa hợp âm dương chính là nghịch luyện nguyên nguyên. Từ Ngụy Bá Dương cho đến đời Ngụy Tấn 220 đến 313 thì khoa ngoại đơn với các phép phục thực, phục khí thịnh hành, còn khoa nội đơn thì chỉ có một số người tu tập. Mãi đến thời Trung Đường, khoa luyện đơn với mấy đạo sĩ danh tiếng như Trương Quả Trương Quả Lão trong Bát Tiên và La Công Viễn đời đường huyền tông 713 đến 755 mới làm cho khoa nội đơn tinh tiến. Thời vãn đường 841 đến 905 và thời ngũ đại 907 đến 960 khoa ngoại đơn với chủ trương phục thực thành tiên bị thất bại, nên khoa nội đơn mới thịnh hành. Lúc ấy có những danh nhân như Hán Trung Ly cuối đời Hán, thầy của Lữ Đồng Tân, Lữ Đồng Tân 780 thi kiên ngô đỗ tiến sĩ năm 815, thôi hy phạm đời đường, bành hiểu, âm 955, đời ngũ đại 907 đến 1119, lưu hải thềm lưu thao đời ngũ đại, trần đoàn 891 đến 989 ngũ đại, tống sơ trương vô mộng ngũ đại mạc, bắc tống. Tôi quý chủ trương của trương vô mộng, ông dạy, người núng vào chơi cửa huyền tẩn phải bảo phát thủ nhất, phải tỉnh định cho tới chỗ rốt ráo, để trở về nhất. Nhất và đạo là cái gì hết sức tự nhiên, vì thế mới nói, chí thần thì vô phương, chí đạo thì vô thể, có vô vì mới làm được mọi sự du huyền tẩn chi môn giả. Quy hồ bảo phát thủ tỉnh, tỉnh chi phục tỉnh, dĩ chí vui nhất, nhất chi giữ. Đạo, cái tự nhiên như nhiên yên, thì dĩ chí thần vô phương, chí đạo vô thể, vô vi nhi vô bất vi. Trung Hoa Đạo Giáo Đại từ điển trang 112 cho nên, nhiếp tình âm quy tính dương thì là phản bản hoàng nguyên, là đơn thành. Hán Trung Ly cũng chủ trương như tham đồng khế, coi con người là một tiểu thiên địa, và theo học thuyết thiên nhân hợp nhất, nếu biết nghịch luyện sẽ phản bản hoàng nguyên và đơn sẽ thành. Thời vãng đường là thời tam giáo hợp lưu, nên thiền học ảnh hưởng vào đạo lão rất nhiều. Căn bản của tu đạo là vô niệm. Căn bản của Phật giáo là chân không. Phật giáo nói, tuyệt niệm, vô tưởng chính là chân niệm. Chân niệm chính là chân không, mà chân không là siêu thoát. Lữ Đồng Tân cũng chủ trương thiền đạo dung hợp. Tục truyền sau khi ông gặp thiền sư Hoàng Long hối cơ, ông không phục thiền tôn và chủ sướng thiền đạo song dung. Chủ trương của sách sao hào ca là tính mệnh song tu, mà tu tính là minh tâm kiến tính của thiền. Thế tức là thiền học và nội đơn song tu. Chủ trương tính mệnh song tu và thiền đạo tương dung của Lã Đồng Tân là căn bản luyện đơn sau này. Các môn phái luyện đơn thời Bắc Tống đều chủ trương theo Lữ Đồng Tân. Đến trương bá đoan 984 đến 1082 đời Tống Thần Tông thì đơn đạo đã thành thục. Trường bá đoan viết quyển ngộ chân thiên và thiền tông thi kệ cũng chủ trương minh tâm kiến tính và cũng chịu ảnh hưởng tham đồng khế trương bá đoan viết nếu muốn kết hợp với chí đạo thì phải biết bản tâm mình dục thể phù chí đạo giả mạc nhược minh hồ bản tâm thiền tông gọi quy căn phản bản là trở về với cứu cánh không tịch chi bản nguyên vương trùng dương trong tập kim đơn thi gọi quy nguyên phản bản hay được kim đan là Bản lai chân tính viết kim đan Ngoài chủ trương minh tâm kiến tính Còn chủ trương tỉnh định Mà tỉnh định thì thiền tông gọi là vô niệm hành Các đơn gia chú trọng hai phương diện Một là tu tính và tu mệnh Có người chủ trương tu tính trước Tu mệnh sau Có người chủ trương tu mệnh trước Tu tính sau Có người chủ trương tính mệnh xong tu năm Năm Hai là thanh tu và song tu Người thì chủ trương âm dương sẵn có trong con người, cho nên chủ trương nhất kỷ thanh tu, có người cho rằng âm dương riêng rẽ nơi nam nữ, nên đề xuống nam nữ song tu. Những chủ trương sai biệt đó đã chia thành ngũ phái ở Trung Hoa. Nam, Bắc, Trung, Tây, Đông phái. Nam tông phái chỉ những đơn gia theo chân trường bá đoan. Phái này chủ trương tiên mệnh hậu tính theo truyền thống nội đang mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, lại thâm cứu thiền học và muốn liễu triệt tính nguyên. Về phương thức tu hành lại chia thành thanh tu và song tu hai phái. Thanh tu là phái của Bạch Ngọc Thiềm 1194 đến 1229. Bạch Ngọc Thiềm theo tôn chỉ của Trương Bá Đoan và giảng đơn đạo rõ ràng. Dạy bế tức nhịn thở, dạy tỉnh định, dạy vong tâm, dạy tìm chân tâm, nguyên tính và chân ý, dạy dùng chân ý luyện hóa tinh khí thần. Bạch Ngọc Thiêm dùng một chữ vong để luyện tinh khí thần. Vong hình dưỡng khí, vòng khí dưỡng thần, vòng thần dưỡng hư, chia toàn bộ công phu tu luyện thành thái thủ, kết đơn, phanh luyện, cố tế, vũ hỏa, văn hỏa, mục dục, đơn xa, quá quan, ôn dưỡng phòng nguy, công phu, giao cấu, bất hoàng, thánh thai, cổ chuyển, hoáng đỉnh. Phái song tu là của Lưu Vĩnh Niên và các môn sinh là ông Bảo Quang, Nhật Nhất Tử, Trần Chí Hư 1290. Chủ trương chân Diên phải lấy bên phái nữ, còn các phép tu khác cũng giống thanh tu phái. Bắc Tông Phái là do Vương Triết Vương Trùng Dương sáng lập. Phái của ông còn có tên là Toàn Chân Phái. Ông có bảy đệ tử, ai cũng có môn phái riêng. Ông chủ trương tiên tính hậu mệnh, trừ tình khứ dục, toát tâm thủ niệm, minh tâm kiến tính. Bắc tông chủ trương thanh tu, đề xứ xuất gia, khổ hạnh, cấm dục. Từ đời nhà nguyên Bắc tông dùng nhiếp nam tông và lý học. Cuối đời minh thì có ngũ thủ dương 1574 đến 1644 đời thanh có lưu nhất minh 1734 đến 1821, mẫn nhất đắc 1758 đến 1836 xiển minh đơn đạo một cách rõ ràng. Ngũ thủ dương viết bộ tiên Phật hợp tôn ngữ lục và bộ thiên tiên chính lý trực luận sáng lập ngũ liễu phái. Lưu Nhất Minh là truyền nhân Long môn phái đời thứ 11. Mẫn Nhất Đắc cũng là truyền nhân Long môn phái đời 11. Ông viết rất nhiều đầu đời Thanh còn có Vương Thường Nguyệt 1522 đến 1680, 159 tuổi, cũng thuộc Long môn phái, rất nổi tiếng. Trung phái tổng hợp Nam Bắc phái, do Lý Đạo Thuần chủ xướng. Lý Đạo Thuần giảng giáo vào thời Tống Mạc, Nguyên Sơ. Học trò Bạch Ngọc Thiềm, ông đề cao chữ Trung. Mục Đ.O.I.C.H của ông là trí Trung Hòa vi nhất thân, thế là thành tiên vậy. Trung tức là huyền quang nhất khiếu, Phật gia gọi là bản lai diện mục. Đạo gia gọi là niệm đầu bất khởi xứ, nho gia gọi là hỷ nộ chi vị phát, doãn chân nhân sư đệ gọi là tính mệnh chi căng hay vô cực chi chân trung, huỳnh nguyên các gọi là hoàng. Trung trực thấu, dịch kinh gọi là hoàng trung thông lý. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền. Chủ trương của môn phái này rất hay và rất cao. Doãn Chân Nhân Sư Đệ và Huỳnh Nguyên cách 1271 đến 1355 cũng thuộc Trung Phái. Đông Phái, do Lục Tây Tinh, Lục Tiềm Hứa 1520 đến 1606 sáng tạo đầy minh. Tên Lục Tây Tinh, tự trường canh, hiệu Tiềm Hư. Thủ nhỏ học nho, nhiều lần thi hương không đổ, bèn đi tu, lập môn phái riêng. Vì hoạt động tại vùng Giang, triết nên xưng là đồng phái. Đồng phái kỳ thực là một chi nhánh của Nam Tông, lấy ngộ chân thiên làm căn bản, gọi khảm là chân khí, là duyên, là con gái, là nguyệt, gọi ly là chân tinh, là hống, là con trai, là nhật. Như vậy, đơn đạo chẳng qua là âm dương mà thôi, đó là thuyết thủ khảm điền ly. Như vậy, phái này chủ trương âm dương nam nữ song tu phái này chủ trương đồng loại tương hợp nhi thành trúc phá trúc bổ nhân phá nhân bổ có sách ghi khi ông ẩn cư trong núi lửa đồng tân hiện ra và trú ở bách hải thảo đường của ông 20 ngày và truyền thụ cho ông đương quyết ông tu luyện thêm 20 năm đến năm 1564 thì giác ngộ ông viết nhiều sách như kim đơn tự chính thiên như chu dịch tham đồng khế trác sớ Nam Hoa phụ mặt là nghiêm kinh thuyết ước năm năm Ông chủ trương Nam Hoa kinh tổ thuật đạo đức kinh và cũng chính là Phật gia bất nhị Pháp môn và cói lão thách là một nhà Ông cũng chính là tác giả bộ phong thần diễn nghĩa Tây phái do Lý Tây Nguyệt Lý Hàm hư sáng lập đời Vua Hàm Phong Nhà Thanh 1851 Môn phái này hoạt động tại Tứ Xuyên Tự xưng đã được Trương Tam Phong đời Nguyên và đời Minh và Lữ Đồng Tân đời Đường truyền đạo. Như vậy Trương Tam Phong và Lữ Đồng Tân đã chết từ lâu. Về tu luyện, Lý Hàm hư chủ Trương Thanh Tĩnh tuyệt đối, nhưng đi vào chi tiết rất nhiều, không giản dị như Đông phái. Ông viết nhiều sách như Đạo khiếu Đàm, Tam Sa Bí Chỉ. Năm năm viết theo bài nội đơn trong Trung Quốc đạo giáo, đệ Tam quyển, TR 330, 336, Trung Quốc Đạo Giáo, Đệ Nhất Quyển, Khanh Hy Thái, Đồng Phương Xuất Bản Trung Tâm và Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển, Hồ Hoài Sâm. Lý Thiết Quải, Tranh Tề Bạch Thạch, Quỷ Cốc Tử Truyện, Đất nọ có một chỗ tên là quỷ cốc hang quỷ vì chỗ ấy núi cao rừng rậm, ôm khí nặng nề, không phải là chỗ có người ở trong núi có một ẩn sĩ tự đặc hiệu là quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử ở trong hang núi này ngày ngày tu luyện môn kỹ xảo, video, kỹ thuật làm phim 3D trên máy tính. Học trò ông có những bậc tài danh như Tôn Tẩn, Bàn Quyên, Trương Nghi, Tô Tần. Sau khi tu luyện môn võ công làm phim 3D thành tài, Bàn Quyên xuống núi lập nghiệp Bộ phim ngắn 3D đầu tiên của chàng được post lên YouTube và tạo nên thành công vang dội. Cộng đồng mạng xem và khen đức nở. Một tờ báo vội tới phỏng vấn và giới thiệu bàn quyên lên mặt báo. Điều đáng tiếc là trong toàn bộ nội dung bài phỏng vấn, bàn quyên ca ngợi hết lời về. Chính mình và sản phẩm của mình mà không nhắc nhở gì đến tên sư phụ là quỷ cốc tử. Ngay cả trong phần cuối phim, cũng chẳng hề có những lời cảm ơn kiểu như special thanh tao quỷ cốt tiên sinh. Hai ổ là bạn tâm giao của quỷ cốt tử, thở ông còn hướng dẫn cho bàn quyên làm video clip đó thỉnh thoảng vẫn gửi cho hai ổ coi chơi, vì vậy biết chắc rằng công lao của ông trong sản phẩm ấy rất lớn. Cám cảnh tình đời, hai ổ ngao du lên hang quỷ để chuyện trò cùng quỷ cốt tử. Tóc dài tới mông, râu dài tới. Hán Quỷ cốc tử vân du ra trò chuyện cùng hai ổ. Cả hai ngồi uống cà phê cốc chú ý, cà phê cốc chứ không phải cà phê cốc. Hai ổ hỏi, đệ tử quên nghĩa ân sư vậy tiên sinh có rầu không? Quỷ cốc tử nhâm nhi ly cà phê, nói rầu thì cũng có rầu đôi chút, nhưng chẳng đáng bận tâm, hiền hữu ạ. À? Ông uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp, không hẳn là bàn quyên vong ân đâu mà là y giấu nghề. Y sợ rằng khi cho biết tên ta, biết địa chỉ thì mọi người sẽ tìm đến học. Y sợ rằng người khác sẽ giỏi hơn y đó mà. Chính thế mà ta vẫn còn giữ tôn tận ở đây, sợ khi tôn xuống núi, giỏi hơn bàn thì bàn sẽ hãm hại tôn đó. Hai ổ ngạc nhiên, hỏi, có chuyện đó sao? Quỷ cốc tử đáp, có chứ. Như hai gã trương nghi, tô tần chẳng hạn, chúng là bạn của nhau tôi từng tìm đến quỹ cốc học trước thế mà khi trương nghi hỏi địa chỉ và số điện thoại của ta để tìm học thì y nhất quyết không cho vì sợ cạnh tranh nghề nghiệp hai ổ bất bình nói thời buổi công nghệ thông tin này rồi mà còn giấu nghề theo cái kiểu đó thì vớ vẩn quá nếu không công bố thông tin liên lạc với tiên sinh thì lấy đâu học trò cho tiên sinh dạy lấy đâu ra tiền học phí để tiên sinh uống cà phê rồi hai ổ ngạc nhiên hỏi lại Ủa mà tiên sinh tài giỏi vậy sao không chịu quảng cáo gì hết trơn hết trời vậy? Thiếu gì cách quảng cáo? Br Thậm chí, chỉ cần tiên sinh tạo một trang web hay tham gia một mạng xã hội nào đó Đưa thông tin liên lạc của mình lên đó Thì khi mọi người google một phát sẽ ra thông tin về tiên sinh ngay Bọn đệ tử ấy làm sao giấu được? Thôi được rồi nếu tiên sinh không khoái chơi mạng thì ngày mai tại hạ sẽ đưa địa chỉ, số điện thoại của tiên sinh lên báo e chip, mọi người sẽ lũ lượt kéo đến đây thọ giáo tiên sinh. Quỷ cốt tử bật cười sang sảng, "Hiền hữu ơi, ta ẩn cư như thế cũng có lý do chứ. Thứ nhất, ta có một thân một mình, đệ tử kéo tới nhiều quá ta dạy đâu xuể. Dạy không xuể thì dạy kém, trò kém thì mất tiếng thầy." Thứ hai, biệt danh của ta là quỷ khóc tử, đặc trưng thương hiệu của ta chính là bí ẩn, quỷ khóc thần sầu. Chính cái trò bí ẩn hành tung ấy càng làm tôn thương hiệu của ta đó, hiền hữu ạ. À. Tới đây, hai ẩu mới à lên một tiếng, ra là vậy. Hóa ra làm thương hiệu cũng có nhiều cách, đâu phải chỉ một cách là quảng cáo ào ào. Hết xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe